Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và trước mặt của chúng ta, bạn tôi, nhà hoạt động cộng đồng Ngô Kỷ từ Nam California. Xin chào ông Kỷ, thưa anh. Vâng, lại một tuần nữa thời gian cho Nam Tây thôi đưa vào người Xuân Nam. Ngươi chỉ chào người Xuân Nam và chào khán Nhưng mà giả. một tuần Hai. mà không lâu lâu mà không nói chuyện với khán giả thì cũng nhớ anh Kỷ. Nên Dạ. lâu lâu cũng phải tâm tình nói chuyện với khán giả chút xíu, thưa quý vị. Và đối với người lớn tuổi như anh Kỷ, cái việc nói chuyện này nó còn cái bài tập về trí nhớ, bài tập về tinh thần. Khi mà mình nói chuyện nhiều đó, cái trí nhớ nó sẽ hoạt động liên tục, giống mình chạy bộ thường xuyên vậy, thì trí nhớ nó bị không bị băng hoại. Nam có một người bạn bệnh nhẹ lắm, nhưng mà vì người ta cho nghỉ việc ở nhà, vợ đi làm, mọi người đi đâu cũng ở nhà mình thôi, không biết nói với ai, không biết chơi với ai, không biết tiếp chuyện với ai. Chỉ trong có 3-4 năm thôi, ông gần như bị tan lụi trí nhớ, anh biết không? Do vậy anh cứ tiếp tục nói anh đài nhiều, như bận rộn hiện nay thì trí nhớ anh sẽ tới 90 tuổi, 100 tuổi, no problem là mình kỹ. Đó là cái kinh nghiệm cho quý vị theo dõi chúng ta. Tại vì trong một cái thống kê mới nhất của YouTube mà chúng tôi được biết đó, thì đa số khán giả chúng ta để người trên 65 tuổi. Do vậy đó, một số khá đông khán giả chúng ta trên 65 tuổi. Do vậy quý vị cứ nghe anh Kỹ nói, nghe chúng tôi nói, và quý vị sẽ kể ra những chuyện này cho bạn bè cùng nghe, và chúng ta cùng coi và trao đổi, bàn luận, tranh luận với nhau. Cái cách đó làm chúng ta giữ được trí nhớ rất là tốt. Một cái mẹo vặt cho quý vị để giữ gìn trí nhớ là cứ nghe chương trình, không phải chương trình chúng tôi, bất cứ chương trình nào, quý vị cứ nghe các chương trình trên YouTube, radio, truyền hình, rồi bàn bạc với nhau, tranh luận với nhau, trao đổi với nhau. Cách đó làm ta trẻ hơn và trí nhớ rất là tốt. Trở lại chương trình ngày hôm nay thì anh Kỷ muốn mở đầu bởi cái hot news nào, tin tức mới nóng hổi nào thưa anh? Vâng anh thì lẽ dĩ nhiên mỗi tuần thì chắc chắn có nhiều chuyện xảy ra. Tuy nhiên trong mùa này đó thì đặc biệt ngay cách chúng tôi ngồi được khoảng 20 thước đó, ngay trong Phước Lộc Thọ đó, thì mỗi weekend cuối tuần thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật vào có mùa hè đó anh, thì từ khoảng tháng 6 đến tháng 9 đó, thì ngay các khung khu Phước Lộc Thọ, quý vị về Bô Sa quý vị thấy thì họ có cái giống như gọi là chợ đêm đó, thì trong đó họ bán loan cao cao và đặc biệt là đồ ăn thức uống đó, những đồ nướng thịt nướng tôm nướng rồi hột vịt lộn này nọ đó. Và chúng tôi mong rằng có cơ hội anh Nguyễn Xuân Nam trở lại Nam Cali cũng Chắc như là là khu khoảng chừng một hai tháng nữa em đi xuống thăm anh, trở lại sau 4 năm chưa xuống Nam Bali. Anh em mình ngồi ngay quán thịt nướng ngay trên lề đường đó, ăn thịt nướng phải không? ngày nào mới 4 năm rồi hả Nam, là quá 4 hả. năm mình chưa chưa xuống gặp anh nha. Thì vâng, thì đó là một cái sinh hoạt cũng đặc biệt tại Nam Cali là Bô Sa. Thì và nói chung chung thì những sinh hoạt nó cũng có lễ lập về từ ngày July 4 đến giờ thì nó giảm đi, chứ trước đó thì rất là nhiều lễ lập và chúng ta cũng đồng hương. Các nơi thì càng ngày họ những mùa hè này nọ thì đưa con cái này nọ đi du lịch này nọ đó, đi chơi vacation thì đi về Nam Cali, và Nam Cali có vẻ rất là đông đảo trong thời gian mà Covid đó anh. Thời gian mấy năm trước thì ít người ta về, tuy nhiên bây giờ thì anh ra Bô Sa thì đầy người. Thì nó vẫn cái chính yếu vẫn là ồn ào náo động sôi nổi về vấn đề tranh cử thôi anh, tại vì cái sinh hoạt chính trị của người Việt Nam, đặc biệt những người trẻ, càng ngày càng hội nhập vào cái dòng chính Hoa Kỳ. Do đó bây giờ chẳng những tranh cử cấp địa phương mà các ứng cử viên tại các nơi đã tranh cử vào chức vụ dân biểu liên bang, và dù ra họ tranh cử các tiểu bang khác, các ở miền Đông hay miền các nơi, tuy nhiên họ vẫn về đây cái Sài Gòn này để gặp gỡ đồng hương, để tạo nên cái tên tuổi uy tín tại cái vùng này nó rất là sôi động. Đặc biệt ở nơi này
các nơi tham gia chính trị nhiều, do đó họ về họ gây quỹ đó anh. Như ông đại tá Cao Hùng, một người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người sĩ quan trong binh chủng Hoa Kỳ Hải quân đó, cũng về đây mấy lần để gây quỹ. Mỗi lần về như vậy, ông có thể gây quỹ được 50.000 đến 100.000 đô la đối với cộng đồng như vậy, và hy vọng có nhiều triển vọng. Như anh chắc là anh có biết về ông đại tá Cao Hùng, Hùng Cao ông đó, cũng lên, ông cũng lên Bắc Cali nha. Và anh có biết về ông, anh có nghe về ông đại tá Hùng Cao này không anh Nam? Dạ thưa, có nghe anh, và không những nghe mà ông về đến Bắc Cali, ông gặp gỡ cộng đồng ở tại đây. Mà trong đại hội vừa rồi tại Texas, đại hội hậu duệ, thì ông và con trai ông cũng có mặt tại đại hội hậu duệ đó. Một người mà có thể nói là cái thế hệ tướng lãnh hay tá của Việt Nam Cộng Hòa, tá của quân đội Hoa Kỳ, mà phần lớn là con của các quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và đã gắn bó với cái cộng đồng người Việt tị nạn, thì họ gắn bó rất kỹ. Thì tôi vì cái chuyện này nó rõ hơn, trong gia đình chúng tôi cũng có một đứa em với vợ là nữ đại tá của Mỹ. Wow. Dạ, nữ đại tá của Mỹ, đại tá bác sĩ. Thì cũng đi tham chiến ở Iraq, đi các nước trong tham chiến với quân đội Hoa Kỳ ở châu Á, và bây giờ về lại Hoa Kỳ. Thì tôi gặp nhiều bạn bè. Trước đây tôi hay làm trong cái chương trình mà Tình Ấm Mùa Đông nữa, thì có nhiều chương trình mà hợp tác với anh em quân lực của Hoa Kỳ mà người gốc Việt Nam Cộng Hòa, thì đã tham dự rất là nhiều cái cuộc mà đêm đại nhạc hội, anh em về nói chuyện rồi sinh hoạt và tiếp xúc với cộng đồng, rồi tiệc đón các anh em chiến sĩ từ Iraq trở về. Có một lần cũng vui lắm, chúng tôi và một số anh em báo chí đang, khi cuộc chiến Iraq nó đang diễn ra đó, thì theo lời mời của Tổng tư lệnh Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ, thì đoàn báo chí chúng tôi sẽ có mặt tại Iraq, tại thủ đô Baghdad của Iraq đó. Và lúc đó chúng tôi đã chuẩn bị toàn bộ cái hồ sơ lên đường, đưa hồ sơ mà lý lịch cho bộ quân đội mà kiểm tra đó, và còn thiết lập cái hệ thống YouTube từ online từ Iraq trở về Mỹ để tường trình cho đồng bào tại Mỹ coi thử cái đoàn ký giả Việt Nam đang làm gì tại Iraq, gặp gỡ chiến sĩ Việt Nam tại Iraq thế nào. Thì sau khi đó thì Iraq bị tấn công rất là tơi tả, thì người mà tổ chức đó, sắp xếp chúng tôi, limit chúng tôi, hạn chế tôi ở lại trong phi trường của Baghdad thôi, không được ra ngoài nữa, và toàn bộ sinh hoạt với anh em chiến sĩ của quân đội Hoa Kỳ và gốc Việt đó, tại Baghdad, nhưng bị pháo kích nhiều quá, rồi cuối cùng chuyến đi bị hủy bỏ đi. Đó là một kỷ niệm mà có thể nói là cuộc đời làm báo mình có gắn liền với không những quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà gắn liền với quân lực Mỹ, mà có con em là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, con em là người Việt đó, mà kể cả chiến trường Iraq, và có những hình ảnh rất đẹp của những phi công Hoa Kỳ mà gốc Việt đó, bay trên không phận ở Iraq đó, họ chụp hình để máy bay và như thế nào, và gửi cho chúng tôi những thước phim như vậy. Và có những cái những kỷ niệm đó khiến chúng tôi có những gần gũi với những anh mà tướng tá cao cấp quân đội Mỹ là gốc Việt, thưa anh. Thì đó là một vài kỷ niệm rất là đẹp. Xin mời anh Ngô Kỳ. Vâng, anh vừa nói đó, người trong gia đình của vợ anh mà có một người đại tá bác sĩ của quân lực Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng cũng đặc biệt lắm á. Mình chúng ta còn có được một số người nam con của chú vợ, con gái của chú vợ. Dạ, nhưng bây giờ bên vợ anh là có người mà làm cấp tá mà phụ nữ, là cũng là đặc biệt lắm á, tại vì Việt Nam đại tá vâng thì mà chúng ta mà đặc biệt anh, hai cái là những người đó dù rằng họ lớn lên ở Mỹ, họ gia nhập quân đội Mỹ, nhưng là họ biết Việt Nam Cộng Hòa này nọ, như ông cựu thiếu tướng Lương Xuân Việt này nọ đó anh, hay là ông đại tá Cao Hùng này nọ, họ gần gũi với cộng đồng Việt Nam rất là nhiều. Chắc anh nhớ anh Lương Xuân Việt á. Tôi có gặp anh Lương Xuân Việt một vài lần. Thì tôi có hẹn với cô đại tá gốc Việt, người Mỹ gốc Việt, nữ bác sĩ đại tá của người Mỹ gốc Việt,
sẽ có cuộc phỏng vấn gần đây và quý vị sẽ nghe đón nghe cuộc phỏng vấn này trên làn sóng này có lẽ không lâu. Và khi công việc mà thư giãn hơn á, thì chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn này và quý vị sẽ thấy rằng có nhiều người gốc Việt mà làm những cái chức mà chúng ta cảm thấy rất là đôi gì, bị một cô gái của Việt Nam bay F-15, cô gái từ Seattle mà chúng tôi hy vọng là có gì phỏng vấn. Cô là một cô gái gốc Việt mà bay máy bay chiến đấu trên bầu trời của Iraq và bây giờ cô đã trở về đây, thì chúng tôi cũng muốn phỏng vấn quý vị. Nhiều người sở dĩ tôi muốn phỏng vấn như vậy để cho thấy rằng trong cái cuộc chiến tranh mà của người Mỹ thì người Việt chúng ta ở nhiều chiến trường có máu người Việt. Và tại San Jose, khi mà lễ đón cuộc chiến tranh Iraq diễn ra thì đón một sĩ quan trẻ của quân lực Hoa Kỳ tử trần, và khi đưa cái xác về San Jose thì chúng tôi đã tường trình cho quý vị trên truyền hình như thế nào. Chúng tôi tham dự để tang đó lễ đón xác rất là xúc động, thưa quý vị. Cho nên trong cái cuộc chiến tranh vì tự do trên khắp thế giới này thì trong đó có máu người Việt, có các sĩ quan cao cấp của người Việt và có những binh sĩ người Việt. Chúng ta tự hào về điều đó, thưa Ngô Kỳ. Vâng, thì anh vừa nhắc tự hào của người Việt Nam đó, thì trên tôi theo dõi trong chương trình của anh, các anh chị trong ban biên tập có đề cập đến một người Việt Nam ở Mỹ đã qua bên Ukraine vừa rồi đó, phải không anh? Và đã chiến đấu và cũng có chiến giữa Ukraine và Nga Xô, cũng có những giọt máu, những mồ hôi của những người, và thậm chí bị bắt làm tù binh. Vâng, vâng, không biết cái chuyện đó nó bây giờ, bữa trước Nga nói là có bị án tử hình này nọ rồi, anh những người chốt bây giờ thì như thế nào, anh được thả chưa? Chưa có kết quả cuối cùng, nhưng mà khi mà bị Nga bắt á, thì trong người tù binh bị Nga bắt á, thì có một người gốc Việt ở tại Hoa Kỳ, và hiện nay cái vấn đề giao tế với các nước á, thì Hoa Kỳ đang vận động trả tự do hay là tôn trọng sự sống của các tù binh theo cái luật tù binh của thế giới. Nhưng mà Nga thì chúng ta biết rằng họ họ không theo cái luật lệ nào trên thế giới này cả, thì chúng ta chưa biết an nguy của người ta như thế nào. Nhưng bây giờ chưa có loan tin nào người ta chết thì có nghĩa người ta còn đang sống thôi anh. Vâng, tôi nghĩ rằng và có vấn đề nó cũng là rất là tế nhị và rất là phức tạp. Vâng, chúng tôi xin tản mạng một chút rồi chúng tôi đi vào đề tài ở Bosa có gì lạ không anh? Thì trên nguyên tắc đó thì các công pháp quốc tế liên hệ vấn đề tù binh hay tù nhân này nọ chiến tranh đó anh, thì nó khổ cái người Việt Nam này, họ đi qua tham chiến không dưới danh nghĩa là quân đội Hoa Kỳ mà cho tự nguyện, và anh ta ngày xưa là lính của người Mỹ, tuy nhiên rồi anh lại đi với cách cá nhân, đi chung với người bạn nữa, do đó mà nó khổ một nỗi là anh và người bạn anh đó, người Mỹ đó, là không bị quân đội Nga bắt mà lại bị cái phe mà kháng chiến mà theo Nga bắt. Do đó Nga nó phủi tay, nó nói là cái này không liên hệ đến chúng tôi, đó là phe kháng chiến, phe nổi dậy binh vực Nga chống Ukraine bắt. Và bên Mỹ đó thì họ cũng không official chính thức để nhìn nhận cái người đó là người lính của Mỹ, do đó nó trở thành và bên kia họ nói là không có áp dụng cái luật chiến tranh đối với tù binh, tại vì người đó là không phải là tù binh của Hoa Kỳ, thưa anh. Cái đó nó cũng cái đó nó còn trong cái chỗ mà mờ nhạt, nó cho vùng xám, nó không trắng mà nó cũng đen, thì chúng ta cũng chỉ chờ thêm cái tin tức. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng cái chuyện mà đối với các nước mà không có tự do đó anh biết không, thì cái lời nói nó tôi không có tin được, bởi vì ai muốn nói gì nói, chính phủ nói gì nói, có ai dám cãi lại đâu, cho nên họ muốn nói gì họ nói, nhưng mà tôi không tin những nguồn tin đó. Vâng, thì anh là cái kho tin tức bây giờ, thì tình hình Ukraine với Nga đến giờ phút này, và bữa nay là Kali phục Nga vào thứ bảy khoảng 7:15 buổi chiều, thì tình hình đến giờ phút này tình hình giữa Nga Xô và Ukraine tới đâu rồi thưa anh? Mình làm bàn quốc tế làm bàn chút xíu thì tình hình đó,
thì cái vũ khí của Mỹ mà và vũ khí Hamas là pháo binh của Mỹ nó bảo đảm độ chính xác rất là cao. Và trong vừa rồi những cái toán quân của Nga tại Ukraine họ thất kinh khiếp vía khi nghe cái vũ khí Hamas của Mỹ viện trợ cho quân đội Ukraine, và Ukraine đang cù nhầy cù nhà với Nga là hai bên đây chiếm chỗ này mất chỗ kia, chiếm chỗ kia mất chỗ nọ, cuộc chiến nó cù nhầy lắm, nó không có gì rõ ràng. Nhưng mà Ukraine lần này có ngày hôm nay có một vài tuyên bố làm tôi hơi quan tâm. Thứ nhất là họ sẽ dùng Hamas bắn vào những cái căn cứ quân đội của Nga tại Crimea. Anh biết bán đảo Crimea đâu, bị Nga chiếm cách đây mười mấy năm không? Thì bây Vâng. giờ Ukraine đang dùng đe dọa là dùng vũ khí Hamas, trọng pháo Hamas đó, bắn vào Crimea. Mà quân đội của Nga mà khi nghe Hamas bắn, vũ khí Hamas bắn á, thì rất là sợ hãi, bởi độ chính xác cực kỳ cao. Độ chính xác cực kỳ cao. Và trong ngày hôm nay chúng tôi trước khi nói chuyện với cô Kỷ, tôi vào tờ Taiwan News, tại vì cái tin đồn đó là trên cái tờ Yahoo News đó, cho cái tin đồn là ngay trang một là Trung Cộng đang chuẩn bị tấn công vào Taiwan, sẽ Trung Cộng sẽ bắt chước y chang cái sách lược của Nga tấn công vào Ukraine, thì Trung Cộng tấn công vào Taiwan. Thì tôi đọc bản tin xong á, cái việc chúng tôi quay sang tại mà báo của Taiwan, báo Đài Loan để coi thử phản ứng như thế nào, thì tôi lật hoài không thấy tin nào liên quan cuộc chiến của Trung Cộng sắp tiến hành đối với Taiwan mà đối với Đài Loan. Và thấy một người sinh viên của Việt Nam trong nước đó, đi du học tại tại Taiwan, tìm mùa hè nóng đi ra sông bơi lội và chết chìm trong sông. Thì đó là một tin liên quan người Việt. Cái tin nữa, thứ hai nữa, thì Taiwan đã mua một số lượng vũ khí mà người ta gọi là vũ khí Hamas của Mỹ để về phòng thủ. Tại vì sau khi mà chúng tôi nói lần trước với Ngô Kỷ, sau khi cuộc chiến tại Ukraine thì Mỹ sử dụng một số vũ khí rất là độc địa, thậm chí vũ khí Hamas là một vũ khí mới ra lò và được sử dụng tại chiến trường của Ukraine, nó chính xác và nó tác hại bên địch phương kinh khủng lắm. Thì trong cái số lượng vũ khí mà Taiwan mua về mới đây trong tuần tuần qua từ Mỹ đến mua những loại vũ khí đó của Mỹ, thì người ta nghi rằng mua vũ khí Hamas để mà nhằm, nếu mà Trung Cộng, chúng ta biết cái Trung Cộng sẽ vượt qua, nếu mà tấn công vào Đài Loan sẽ vượt qua cái eo biển Đài Loan, mà eo biển nó 180 cái số, thì nếu trong lúc họ xâm nhập vào cái đường mà qua cái đường mà trung tuyến á, là 90 cái số trở về bên Đài Loan á, thì nó nằm vùng trung tuyến, thì Đài Loan có thể từ đất liền dùng vũ khí Hamas và bắn gục những tàu chiến của Trung Cộng. Do vậy thì chúng ta biết rằng cái tình trạng đó nó rất là phức tạp, và chúng tôi săn tìm ngày hôm nay coi thử trên tờ Yahoo News đưa như vậy tin ở đâu ra đó, thì tôi săn tin của Trung Cộng không thấy, săn tin của Đài Loan không không thấy, săn tin của Hồng Kông không thấy. Nhưng mà tạm thời tôi dừng lại chỗ đây về tin tức cuộc chiến nếu có giữa Đài Loan và Trung Cộng. Mà tôi đã nói là quý vị, là mấy tuần trước đó, là máy bay Trung Cộng xâm nhập vào Đài Loan rất là nặng, là 29 chiếc trong một ngày, và máy bay Đài Loan cũng cất cánh lên để mà nghênh đón, và có những cái báo đồng. Mặc dù tin tức như vậy, một số phía học giả Trung Cộng tuyên bố trên báo chí quốc tế là họ nói chuyện với tất cả những viên chức lãnh đạo của Trung Cộng, họ không nghe các viên chức nói gì về chuyện xâm lăng Đài Loan cả, cho họ cho là chuyện xâm lăng Đài Loan thiên vị. Thì tôi cũng nghe họ như vậy, tôi cũng lơ đi cái việc theo dõi cái chuyện tranh chấp giữa Đài Loan và Trung Cộng. Nhưng ngay sau cái tờ mà Yahoo đăng tin này đó, là Trung Cộng có thể tấn công Đài Loan trong một thời gian ngắn, thì chúng tôi coi lại thì có thể nói rằng tình hình tương đối khá phức tạp. Mà cái phim mà tôi rất là thích đó, là Máu nhuộm bởi Thượng Hải, thì tôi nghĩ nếu Trung Cộng mà xâm lăng Đài Loan đó thì sẽ máu nhuộm bởi Thượng Hải, chưa chắc thắng được quyền. Hệ thống của vũ khí của Đài Loan bị rất kinh hoàng, mà tôi nghĩ anh thấy anh
anh thấy không, cái việc mà Nga như vậy đó mà xâm lăng của Ukraine không nổi, bởi vì cái vũ khí của Mỹ viện trợ cho Ukraine nó dữ quá, thì bây giờ lại Đài Loan lại nhập y chang vũ khí mà Mỹ đã viện trợ cho Ukraine, thì tôi nghĩ Trung Cộng xâm lăng Đài Loan cũng rất là khó, rất là khó. Thì đó là một vài tình hình chiến sự. Thôi cập nhật chút xíu, chúng ta trở về tiên của Ngô Kỵ và tiên Nguyễn Trung Vâng, Năng. chúng ta đi từ San Jose, từ Lít Sài Gòn qua tới Iraq, qua tới Nga, qua tới Ukraine, và bây Và tán mạng lung tung. Sài Gòn phải không anh? Dạ. Vâng, thì mỗi tuần chúng tôi được có một cơ hội khoảng mấy chục phút, một tiếng đồng hồ để chia sẻ những tin tức này nọ, và cũng một số lãng mạn vậy, tán mạng vậy. Vâng, thì thưa quý vị, thưa anh Nam, như tôi nói đó, thì Bosa bây giờ cái vấn đề tranh cử nó đang rộn rã và nó đang sôi nổi, đặc biệt cái cuộc tranh cử chức thị trưởng thành phố Westminster. Tại sao? Anh đã từng nói với tôi rồi, nước Mỹ này mình có mấy ngàn cái thành phố mà gọi là city, và California mình tôi nghĩ là cũng lên cả cả mấy trăm cái city, thành phố, và các county quận cam này nó lên tới ba bốn chục thành phố. Nhưng cái Westminster nó sôi nổi là tại vì nó là Little Sài Gòn, cũng như San Jose anh cũng có Little Sài Gòn, cho nó bây giờ nơi nào có thủ đô gọi là thủ đô Little Sài Gòn, thành phố Little Sài Gòn, vùng Little Sài Gòn nó sôi nổi hơn các thành phố khác. Thì cái Little Sài Gòn tại đường Bô Sa, các khu mà người ta nói là gió tanh mưa máu, nơi có nhiều niềm vui nhưng cũng có nhiều buồn. Và nơi này người ta không biết anh có nghe nói là nơi này là trai đi thì có vợ, gái về có con, không biết anh có nghe câu đó không Dạ có, dạ bằng sáu về hết. thì cái tôi cũng không biết tại sao có câu đó. Ừ. Tôi chỉ nhắc thôi, thì tôi hoàn toàn không có trách nhiệm về về câu đó nha, đừng Tôi cho đã tôi nói xuống đó hoài, anh thấy từ trước đây tôi xuống đó từng tuần một mà tôi đâu có vợ gì đó đâu. cái đó tôi và đó tôi không dám trả lời là lý do, tại vì có người có vợ có người có con nhưng không phải nghĩa là 100%, do đó tôi nói theo cái gì người ta nói tôi lặp lại thôi. Ngay cả tôi ở đây, tôi ở nguyên đây cả 47 năm rồi mà tôi cũng không có vợ, do đó câu đó không biết nó có lý hay không, mà tại sao có câu đó thì mình cũng hiểu. Vâng, thưa anh Nam, thì trở lại đó, trước hết có lẽ là anh đã và đang nhận nhiều hoa hồng gửi cho anh, và ngay cả bản thân tôi bây giờ giờ phút này tôi tặng anh một quả bông hồng online. Bây giờ thời đại này chúng ta dùng online nhiều. Vâng, về cái cuộc phỏng vấn anh với bà nghị viên Kimberly Hồ, và bà ta hiện nay là ứng cử viên chức thị trưởng thành phố Webster, và tôi đã bỏ ra hơn một tiếng rưỡi đồng hồ khoảng đó để mà theo dõi cuộc phỏng vấn anh. Dù rằng anh nói là khoảng chương trình dự định khoảng 40-45 phút, nhưng tôi nghĩ và chắc là anh say đắm như thế nào đó mà cuộc phỏng vấn anh hơn gần một tiếng rưỡi đồng hồ cũng là rất là đặc biệt. Thì bây giờ tôi đã nghe nhiều dư âm, những cái feedback, những cái phản ứng tốt xấu hay dở thì đặc biệt các cuộc phỏng vấn giữa anh với bà ta. Thì về phần anh, chắc chắn anh là producer, anh là người trực tiếp có cuộc phỏng vấn đó, thì chắc chắn trước hết là anh xứng đáng là một nhà truyền thông chân chính, tại vì anh tuyên bố là anh muốn khán giả được có cơ hội nghe hai chiều, và anh đã cố thực hiện cuộc phỏng vấn với bà nghị viên Kim Hồ sau khi anh phỏng vấn tôi, và để cho bà có cơ hội phản biện, phản hồi hoặc giải thích, làm sáng tỏ một số điều. Thì thưa anh, sau mấy ngày thì anh có nhận được những cái ý kiến gì của khán giả của anh không ạ? Có lẽ thì tôi nói ngắn về phần mình thôi, tại vì cái này của một số khán giả từ Nam Bali gọi tôi, nó có chắc là riêng tư, nó chắc riêng tư nên nó không tiết lộ ra nhiều bên ngoài được. Nhưng mà nói chung á, thì một số khán giả đang nghĩ thế này nè,
lẽ ra cuộc phỏng vấn sẽ rất là sôi nổi hơn nếu người được phỏng vấn là trả lời một cách trực tiếp hơn về các vấn đề được phỏng vấn. Thì họ vẫn cho là chị Kim Ly Hồ né tránh, nói lòng vòng mà không đi vào cái câu hỏi, thì một số người cũng chờ đợi một cái gì đó cụ thể hơn, nhưng mà họ cũng hơi thất vọng thưa anh, chứ không phải đa số đều rất là thỏa mãn cuộc phỏng vấn nhưng mà không nhận được cái câu trả lời như cái câu hỏi đã được phỏng vấn. Do vậy có một số người bày tỏ thì thất vọng, yêu cầu tôi sẽ trở lại thêm cuộc phỏng vấn nữa của bà Kim Ly Hồ để mình nói rõ hơn các vấn đề mình độc giả quan tâm. Nhưng mà như vậy tôi sẽ chuyển lại những cái lời đề nghị đó từ chị Kim Ly, nhưng mà nhận lời hay không là của chị. Trên quan điểm mà chúng tôi đã thưa với Ngô Kỵ và thưa tất cả mọi người, chứ không phải chị, ông anh tôi đồng Ngô Kỵ không đâu, là chúng tôi theo đuổi một nền truyền thông mà đa chiều. Chẳng hạn như chúng tôi trong thời gian vừa qua, chúng tôi lên tiếng khá nhiều trong cuộc chạy đua bầu cử chức nghị viên quận 7 tại San Jose, đặc biệt là cái lối làm việc của ứng viên biên đoàn rất là tắc trách. Và trong mỗi cuộc nói chuyện, tôi đều mời biên đoàn một cách thân trọng, một cách nồng nhiệt để lên làn sóng để nghe tiếng nói về biên đoàn, nhưng mà anh không trả lời. Vừa qua thì khi tôi phỏng vấn Vân Lê xong đó, thì anh biên đoàn cũng đại diện của cố vấn của biên đoàn cũng gửi thư cho tôi và yêu cầu chúng tôi có một buổi phỏng vấn anh. Chúng tôi cũng trực tiếp gửi 3 4 lần email và nhắc nhở anh ta đến giờ lịch phỏng vấn, nhưng mà cuối cùng tôi cũng bị từ chối. Với chị Kim Ly Hồ cũng vậy, chúng tôi luôn luôn dành cái điều là con đường hai chiều đối với chị. Và sau chị Kim Ly Hồ, chúng tôi cũng vừa nhận được email của Bùi Phát, là anh Bùi Phát á, sẽ đang đi du lịch cách 2 tuần nữa mới về, và sau khi về liên lạc chúng tôi sẽ có buổi phỏng vấn. Thì cái vấn đề chính á, là chúng ta thời buổi này có 2 lý do luật pháp yêu cầu chúng ta phải phỏng vấn từ 2 phía, và cái thứ hai nữa đó là chúng ta không độc quyền truyền thông được ở tại hải ngoại. Thì quý vị có biết bao nhiêu cơ quan truyền thông không lên tiếng chỗ này đó lên tiếng chỗ nọ, chúng ta không có độc quyền truyền thông được và không có ai dám có nghĩ là độc quyền truyền thông. Do vậy con đường chúng tôi mở bao giờ đường 2 chiều. Ví dụ như anh Ngô Kỵ đề cập bất cứ ai mà quý vị cảm thấy rằng mình được nhắc tới nhiều hay ít và đúng hay sai và muốn lên tiếng, chúng ta vẫn dành quý vị một cơ hội ngang bằng với Ngô Kỵ để quý vị lên tiếng. Và nếu trong trường hợp mà phỏng vấn 2 bên mình chưa bằng lòng, từng riêng lẻ chưa bằng lòng, ví dụ tôi phỏng vấn Ngô Kỵ xong á, tôi phỏng vấn chị Kim Ly Hồ, mà nếu 2 người trả lời chưa bằng lòng với nhau nữa đó, thì chúng tôi sẽ có một tổ chức một buổi là đối thoại trực tiếp để 2 bên có thể mà mở đài, 2 bên cùng lên tiếng tranh luận. Bằng như vậy đó thì cộng đồng mới biết được cái toàn bộ công việc, chứ một nửa miếng bánh không phải là miếng bánh, phần còn lại bị giấu kín. Thưa quý vị, chúng tôi không muốn chuyện đó. Thì dân đây tôi nói một lần nữa với Ngô Kỵ là anh Ngô Kỵ khi mà nhắc đến bất cứ người nào thì những người nói có thể liên lạc với tôi ở số điện thoại 408 482 6527. Và tôi sẽ trân trọng mời quý vị lên làn sóng này để có một equal time, một thời lượng trung bình. Bây giờ Ngô Kỵ nói trong chương trình trong 40 đến 45 phút rồi. Chúng tôi nói chị Kim Ly Hồ là chúng tôi sẽ mời chị trong từ 45 phút đến 1 tiếng tối đa. Nhưng nó kéo dài đến 1 tiếng rưỡi. Thì đôi khi quý vị nói gấp đôi Ngô Kỵ nữa. Thì có sao đâu. Thì anh Ngô Kỵ rất vui vẻ. Tại vì anh Ngô Kỵ rất là tôn trọng sự thật. Và chúng tôi, anh nhắc chúng tôi rất nhiều lần. Những người mà tôi nói tới, anh Nam cứ tiếp tục mời họ lên tiếng. Mà chúng tôi thấy chúng tôi hỏi ngay Kim Ly Hồ trực tiếp là gì, chị đã nghe ít nhất một vài đài nói chuyện của anh Ngô Kỵ, chị có nhận xét gì những quan điểm của anh Ngô Kỵ, hỏi trực tiếp thẳng thắn đúng không? Và nhưng mà chị cho rằng có một cái chuyện gì liên quan tới chủ điều ngữ thôi, còn những việc khác chúng đề cập tới thì coi như là chúng tôi cũng đành chấp nhận tới tới mức đó thì thôi. Đúng không? Thì ngày hôm nay thì chuyện buôn xa có gì lạ không anh không? Thì mời Ngô Kỵ tiếp trong ngày hôm nay thưa anh. Vâng, trước khi mình đề cập thêm một chút đó, thì anh
anh biết khi mà tôi lên đài anh á thì cũng có một số người ủng hộ và một người nói anh ký đừng có lên đài của ông Donald Trump, ông đó phe của ông Joe Biden đó, ông đó là phe của chống ông Tổng thống Trump đại khái vậy. Và họ cũng có số người dị nghị nói rằng anh phe này phe nọ. Tuy nhiên tôi với anh biết nhau 40 năm rồi và chúng ta đã gần gũi nhau, mình hiểu nhau các quan điểm chính trị hay là vấn đề truyền thông. Thì tôi nói cái chuyện anh đưa những luật sư để đến phân tích về chính trị hay những chị biên tập viên của đài anh này nọ thì tôi thấy anh rất là nhiều chiều chứ không phải là phe Biden, mà tôi nghĩ người ta chắc là anh không ngạc nhiên khi tôi nói điều đó phải không? Dạ Cho đúng. anh là phe chống Trump, ủng hộ Biden, ủng hộ dân chủ này nọ đó. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng nó khá bất công với anh. Cũng giống như tôi ví dụ tôi đã từng khen về tối cao pháp viện vừa rồi đã thông qua một đạo luật mà coi như là giới hạn hay là khắt khe hơn trong về phá thai. Thì tôi cũng có theo dõi chương trình anh, có một vị luật sư một biên tập viên nòng cốt của anh là lên là chê trách cái tối cao pháp viện tại sao là đi bỏ phiếu để mà coi như là phản bác lại cái Roe and Wade, cái đạo luật mà phá thai đó này nọ đã khá vậy. Tôi nghĩ rằng anh đã làm hai chiều phải không anh Nam? Tôi thế này nè anh, thường là cái điều lớn nhất mà những người làm truyền thông phải học là gì? Cái câu nói Voltaire mà lần trước anh chị vừa trích á, Voltaire là một nhà tư tưởng của Pháp, nói câu này: tôi sẽ kiên quyết bảo vệ cho tới chết cái quyền phát biểu của anh, mặc dù tôi không đồng ý những điều anh phát biểu. Do vậy đó, chúng ta lớn lên tại nước Mỹ, được giáo dục tại Hoa Kỳ, cái việc đầu tiên mà phải học đó là quyền tự do phát biểu ý kiến, tự do ngôn luận. Nếu không có cái đó đó là chúng ta độc thoại và độc tài. Do vậy làm người mà làm truyền thông đó, chúng tôi càng rất là tôn trọng ý kiến khác biệt. Ví dụ anh thấy chẳng hạn tôi nói chuyện với anh Ngô Kỳ là Cộng Hòa nhé, mặc dù tôi không có đảng nhưng tôi biết anh Ngô Kỳ là Cộng Hòa. Tôi nhìn thấy sau lưng Ngô Kỵ mà tôi có một cái xúc động, tôi nói một số anh em là có cả tượng Đức Mẹ và tượng Đức Quan Âm. Anh chị cũng rất con người, rất tôn trọng tôn giáo của mình và biết tôn trọng cái tín ngưỡng của những người khác của trong cộng đồng. Thì ngay cả tôn giáo mà anh Ngô Kỵ bạn tôi vẫn respect nhiều tôn giáo như vậy, thì cái chuyện mà chúng ta về chính trị đó, thì nay chúng ta tôn trọng quan điểm chính trị này, mai tôn trọng điểm chính trị kia, tôi không ngại. Và nếu tôi ý kiến chính trị thế này, anh chị đối lập tôi thì cũng là good, bởi vì đó là chính cái đó chúng ta đổ máu đi tìm tự do, chính cái đó ta đấu tranh và chính cái đó ta bực biện và chính nó ta hãnh diện sống tại Hoa Kỳ. Nếu ngày nào tôi nói theo anh chị bắt tôi phải nói điều anh chị nói, là tôi bắt anh chị nói điều tôi nói, thì lúc đó chúng ta tàn lụi của tự do. Tôi cho lại trong đài tôi, chẳng hạn như có những người rất là dân chủ và cũng có rất những người cực kỳ cộng hòa. Tôi cho ví dụ là cái người cực cộng hòa rất nặng của chúng tôi rất là nhiều, và anh em vẫn sống nhau trong một tòa soạn rất là vui. Chỉ gần đây có một người đành đoạn bỏ đảng Cộng Hòa, bỏ ông Trump là anh biết không? Cựu giám đốc của đài AFP là Nguyễn Văn Khanh. Ảnh là một người Cộng Hòa nặc dòng từ lâu nay mà cuồng Trump nữa, nhưng lần vừa rồi thì ông bất mãn ông Trump và sau cái January 6, cái việc điều trần ở ông Trump đó, thì ông lại đổi hướng sang chống Trump thì chưa hẳn sang dân chủ, ông là Cộng Hòa, anh biết không? Do vậy rồi mai chiều có những người đang từ dân chủ bỏ dân chủ, bây giờ hiện nay hàng triệu người Mỹ đã từng bỏ đảng Cộng Hòa, hàng triệu người Mỹ bỏ đảng Cộng Hòa, bỏ đảng Dân Chủ chuyển lại Cộng Hòa. Trước đây họ là thời kỳ, trước đây họ là ông Trump, họ theo Cộng Hòa nhân viên ông Trump và chuyển sang Dân Chủ. Bây giờ hàng triệu người từ Dân Chủ chuyển Cộng Hòa, trở lại Cộng Hòa. Khi mà tôi loan tin đó là một số Dân Chủ cũng gào quậu với tôi: ông Nam mà tại sao ông theo Cộng Hòa vậy?
chuyện đó thì ông đâu có đưa tin được, bởi vì dân chủ, bỏ dân chủ sang Cộng hòa tại sao ông đưa tin về? Tôi nói tôi đang làm báo đâu về anh. Anh thấy không phải chỉ khổ vì tôi bị label là người chống Cộng hòa vì dân chủ, mà tôi cũng bị la bởi vì tại sao phản bội dân chủ theo Cộng hòa. Cho nên người làm báo của mình đó, chỉ có một đảng duy nhất thôi, đó đảng sự thật. Tôi và anh Ngô Kỷ chỉ có một đảng duy nhất, đảng của sự thật. Nếu ngày nào quý vị không cho tôi nói điều sự thật nữa đó, thì ngày đó tôi bỏ người làm báo. Bởi vì không có dân chủ và cộng hòa ở đây, chúng ta chỉ có quyền sự thật thôi, thưa quý vị. Bản chất của tin tức là sự thật. Và Voltaire nói câu mà Ngô Kỷ dặn tôi lần trước trở lại đó, là tôi có thể không đồng ý với điều anh nói, nhưng tôi bảo vệ đến chết cái quyền được nói của anh. Cái quyền được nói chúng ta, trong tuần vừa rồi tôi có tiếp một nhà dân chủ từ Việt Nam được Mỹ bóc sang Hoa Kỳ để làm việc trong khoảng 15 ngày thì trở về Việt Nam lại. Thì anh ta nói điều gì thưa quý vị? Tôi không nói tên anh ta ra, nhưng anh nói điều này nè: chúng tôi thèm khát được cái quyền như anh nói thoải mái mà không bị ai bắt giam. Chúng tôi thèm khát được cuộc sống như các anh, được nói thoải mái mà không ai bắt giam. Bây giờ chúng ta lại chơi cái mạng là dân chủ cộng hòa bắt giam nhau nữa, thì cái điều đó hơi đau. Cái điều đó hơi đau Ngô Nghiệp. Người ta trong nước ra ngoài này thấy chúng ta bên dân chủ được, bên cộng hòa cũng được, muốn nói gì nói. Anh thèm khát điều đó. Bây giờ ta đã có điều đó. Bây giờ nếu hôm nay mà ông chỉ nói toàn là chuyện mà ca người Cộng hòa, sang Cộng hòa, that's why. Đó là quyền của Ngô Kỷ, quyền để nói của Ngô Kỷ và quyền nhận xét tất cả của quý vị. Cho nên nhân anh Ngô Kỷ nói như vậy, tôi nói một lần nữa cho rõ ràng rằng có thể quý vị chọn một Cộng hòa Dân chủ chuyện quý vị, nhưng người làm báo không phải chọn bên A để đứng ở bên B để đứng, mà chúng tôi chọn một bên, đó là bên của sự thật, của bên của tin tức. Tôi hy vọng trả lời được Ngô Kỷ cái câu nói này. Đó là lý do tại sao tôi đang ngồi với anh và tôi respect anh Nam, tại vì anh biết tôi cũng cực lắm. Tôi ngồi người này thì có người đồng ý, người không đồng ý. Ngay cả tôi ngồi ví dụ Vũ Hoàng Na, Vũ Hoàng Lăng của phố Bô Sa TV đó, mười mấy năm, anh biết mỗi lần lên ngồi là bao nhiêu búa rìu dư luận, yes no rồi chống ủng hộ này nọ, rất là phức tạp. Tuy nhiên anh em mình hiểu nhau và mình hiểu cái policy, cái đường lối chính sách làm việc của mình đó. Khi mà tôi ngồi tôi nói với anh Nam như này, tôi rất là trung thực và tôi rất là khách quan, và tôi nói lên những cái điều mà tôi nghĩ, trong cái tinh thần là truyền thông. Còn ví dụ tôi đi vận động tranh cử hay này nọ là cũng một sự kiện đó, mà tôi nói cách khác, phải không anh Nam? Dạ. Đó. Đi tuyên truyền nó khác, còn đi Quý thông vị tin quên khác, rằng nữa. mình kia mình phải phân biệt giữa tuyên truyền và thông tin. Theo anh nhìn như vậy như thế nào ạ? À? Dạ. Quý vị quên rằng tôi với Ngô Kỷ chơi với nhau gần 40 năm rồi. Mà quý vị biết rằng ít có ai biết nhà Ngô Kỷ trước đây mười mấy năm, 20 năm như thế nào. Nhưng tôi đã từng ngủ nhà anh Ngô Kỷ. Hai thằng lăn lộn ngủ và trong chung căn nhà của Ngô Kỷ. Đêm nằm bữa đói bữa no, bữa nửa đêm với bụng đi kiếm gì ăn là không có. Rất là nhiều thứ đi kỷ niệm. Cho nên chúng tôi biết ai là dân chủ, ai cộng hòa và ai không đảng. Thưa vị, thì cái điều mà tôi biết anh Ngô Kỷ, đã nói thêm lần nữa, từ cái lúc mà anh là một đại diện chính trị khá nổi tiếng trong cái đảng Cộng hòa và gốc Việt, quý vị qua sau này quý vị cũng nhận ra điều đó. Trước đây đó, từ tổng thống Bush cha cũng trân trọng anh thường đi Air Force One chung với Bush cha, phải không? Rồi là từng mặc áo dài Việt Nam, khăn đóng, từ tham dự đại hội đảng Cộng hòa toàn quốc, anh là người đầu tiên. Do vậy sau này mấy vị nói là homeless Ngô Kỷ rồi nọ, tôi bảo các anh đó, mà biết được Ngô Kỷ thì các anh không nói được chuyện đó. Và tại sao tôi rất là hạnh phúc và vui vẻ nói chuyện với người homeless Ngô Kỷ, đó là người homeless khó kiếm trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta. Thì và quý vị có thể biết ít biết nhiều nào đó, biết đúng biết sai gì đó, điều đó là một chuyện, nhưng một chuyện lớn lắm
là tôi nghĩ Ngô Kỵ là một gương mặt mà nếu viết lịch sử 47 năm tị nạn Việt Nam thì anh phải có nằm trong những số người, một trong số người nổi bật trong cái dòng 47 năm của cộng đồng Việt Nam. Thì đó là một vài điều thôi, người ta không nói ca tụng nhau mới không bắt cỡ miệng. Bây giờ anh hỏi nãy anh hỏi câu gì mà tôi chưa trả lời anh? Vâng, thì đại khái thì mình cũng tản mạn thôi. Thì bây giờ tin tức thì cũng có vài vấn đề là liên hệ đến các ứng cử viên. Thì để thêm một chút nữa, tại vì tản mạn mà mình cũng chia sẻ những kinh nghiệm hay là sự hiểu biết thô thiển của mình thôi. Quý vị biết là như hồi nãy Nam anh nói Đảng Cộng hòa Dân chủ đó, ngay cả ông cố tổng thống Ronald Reagan, một lãnh tụ mà bây giờ tất cả thế giới ca tụng, ngay cả Đảng Cộng hòa Dân chủ cho ông là một lãnh tụ, một người chính trị gia lỗi lạc, một vĩ nhân của thế giới. Và có ai biết, chỉ biết ông là lãnh tụ của Đảng hòa, nhưng tao có biết ông là người một tài tử, một người đi lực sĩ để coi những người mà bơi lội để mà vấn đề an toàn để cứu vớt những người mà bơi lội này nọ đó. Thì ông là đảng viên Đảng Dân chủ thưa anh. Mà thật sự không có bao nhiêu người biết ông Reagan xuất thân từ Đảng Dân chủ. Và đặc biệt ngay cả California, quý vị biết, thì theo dân số người ta nói khoảng 35 triệu đến 40 triệu. Tuy nhiên cái mà cử tri mà đi bầu mà ghi danh mà để đi bầu đó là khoảng hơn hơn 20 triệu cử tri. Cử tri là người có quốc tịch mà ghi danh đi bầu đó quý vị. Có nhiều người có quốc tịch mà không ghi danh, do đó chúng ta không gọi là cử tri được, chỉ đi có quốc tịch Mỹ và ghi danh đi bầu. Thì anh Nam biết không, tôi vào cái thống kê đó là Đảng Dân Chủ hơn họ có khoảng 10 triệu 500 ngàn người cử tri Đảng Dân Chủ. Anh biết Đảng Cộng Hòa bao nhiêu không? Mới bằng nửa họ à. Có 5 triệu 500 ngàn người cử tri Đảng Cộng Hòa. Và những người independent là những người mà không theo đảng nào á, không Cộng Hòa, không Dân Chủ, đứng độc lập á, trong cuộc bầu cử đó, là gọi là independent á, là không có theo đảng nào á, là còn nửa, cũng khoảng là 5 triệu người, tức nghe là khoảng dồn là tất cả khoảng 22 23 triệu cử tri đó. Thì nói để mà nói mà chứng minh những điều anh Nam nói đúng á, là khi người ta đi bầu cử đó, dù họ Đảng Cộng hòa Dân chủ nhưng họ đi bầu cử vì cái idea, những cái lý tưởng, những chính sách thích hợp họ bầu, chứ chưa hẳn là bầu vì đảng. Nếu mà bầu Đảng Cộng hòa, bầu cho Đảng Cộng hòa Dân chủ, bầu cho Đảng Dân chủ thì tiểu bang Cali mình nói nhỏ thôi, không bao giờ có ứng cử viên Đảng Cộng hòa được đắc cử thống đốc thôi. Tại vì Đảng Đảng Cộng hòa thua Đảng Dân chủ tới nửa 50%. Nghĩa là Đảng Dân Chủ có 10 triệu cử tri Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa có 5 triệu cử tri. Thì làm sao bầu cho ứng cử viên Cộng Hòa được. Nhưng những lá phiếu của Đảng Dân Chủ và những phiếu của những người mà independent hợp bầu cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Do đó Đảng Cộng Hòa mới có cơ hội đắc cử thống đốc như ông Reagan nè, rồi ông George W. Bush nè, ông P. Wilson này, hay là ông Schwarzenegger nào nào tà tử này nọ, là đảng viên Đảng Cộng hòa, nhưng là đắc cử trong cái tiểu bang của Đảng Dân chủ có số cử tri gấp đôi của Đảng Cộng hòa. Tôi nói điều đó đúng không Nam, để chứng tỏ À, rằng đúng 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 chúng đúng ta hoàn toàn. không cái Bây giờ tính tôi hỏi anh một câu hỏi, chỉ là cái một câu đó phần. rất là đúng, tôi thêm anh thân, câu rất là đúng nhưng mà tôi thêm anh chi tiết nè. Ông Tổng thống Donald Trump nhà ta đó, đảng gì? Ông từ Ông Đảng Dân Chủ, ông qua Đảng Hòa. Donald Trump mới sang Cộng hòa gần đây thôi. Thực sự Donald Trump từng là đảng Dân Chủ. Vâng. Như vậy người Mỹ nó nhảy cốc. Nay tôi không thích, tôi đang ở đảng này, tôi không thích, tôi nhảy qua đảng kia. Mai tôi không thích, tôi nhảy trở lại. Đó là American style. Đó là cái phong cách của người Mỹ. Họ bày tỏ chính kiến họ, nếu cái đảng đó không phù hợp. Ngay cả đảng bây giờ của Cộng hòa, người ta còn kêu là hai đảng, Cộng hòa truyền thống và Cộng hòa Trump. Nhiều người Cộng hòa bỏ Cộng hòa bởi vì họ không muốn ở trong Cộng hòa Trump, nhưng mà có nhiều người muốn trở lại Đảng Cộng hòa truyền thống, ngay cái Cộng hòa của cả hai nhóm nữa, thì Cộng hòa Trump và Cộng hòa chống Trump, anh em. Thì cho nên cái chúng ta mới lún sâu cái đó, mà tôi cho rằng cái đó không có gì xấu đó. Cái đó chính là máu của chúng ta đổ xác chúng ta lên kênh lên Biển Đông, cho nên vượt biên để tìm tự do đó.
chúng ta có quyền tự do chọn lựa một đảng, và khi cái đảng đó không phù hợp với mình, chúng ta bỏ đảng đó sang đảng khác, và khi đảng khác không phù hợp mình, bỏ đảng đó khác sang đảng khác nữa, và khi có khi ta từ đó trở về lại đảng cũ của mình. Thì cái đó chính là American style, đó là đời sống của Mỹ, phong cách Mỹ. Mà người ta ở đất Mỹ này mà người ta không theo phong cách Mỹ thì ta theo phong cách nào? Do vậy có trong gia đình nữa, chúng tôi sẽ thấy trường hợp này nè, trong thời kỳ ông Trump đó, cái người mà lớn nhất của ông Trump là vận động tranh cử cho ông và là cố vấn cao cấp nhất của ông là cô gì nhớ không? Và người chồng của cô đó lại là chống Trump kịch liệt, trong khi cổ là người trưởng ban vận động tranh cử ông Trump rồi cố vấn chính phủ ông Trump, mà ông chồng thì chống chống bà vợ kịch liệt. Ông chồng theo ông đường khác, bà vợ theo ông đường khác, và đứa con gái lớn lên nó chống mẹ nó luôn. Nhưng mà người ta nói cái gì kỳ vậy vậy, nhưng đó là American style. Khi mà bạn quý vị lớn lên có quyền, có thể quyền chọn cái đảng quý vị thích, có thể vợ chọn đảng này, chồng theo đảng kia, con theo đảng nọ, chuyện bình thường, không có gì, không có gì lớn. Không có cái gọi theo đảng khác là phản động, không có cái chúng ta bị nhồi sọ, bị tẩy não, cứ cho rằng theo một đảng nào đó thì nó đúng, và bắt người ta phải theo cái đảng của mình. Nó có câu chuyện kể nên vui, nó một cái ông đứng trước cái ngã tư trong thời kỳ cổ đại Hy Lạp đó. Ông cho thước, ông thước 72 là lý tưởng. Ông đứng cái người nào qua đường đó, thì ông chặn lại, ông đo. Mà ví dụ trên 72 thì ông chặt bớt, còn xuống 72 chặt chân, chặt tay, chặt đầu gì đó. Và dưới thì ông kéo dài ra, kể cả bức cả xương cả cốt cũng banh càng càng gãy gọn ra, kéo dài ra. Mà do vậy cái câu chuyện hàm ý điều gì? Từ trong thời cổ đại Hy Lạp cho rằng không có cái duy nhất đúng, không có cái duy nhất đúng, và không có cái đúng duy nhất. Và cái sai lầm đảng sản Việt Nam á, là chọn cái đảng của mình là đúng nhất. Và trên thế giới này, các thế giới tự do, là chúng ta có quyền theo đảng A và theo đảng B rồi theo đảng C tùy thích, và không có cái gọi đảng chính trị duy nhất đúng, kể cả đảng đó là cộng hòa hay dân chủ. Quý vị theo dân chủ đừng nghĩ là mình theo đảng của mình là duy nhất đúng, quý vị theo cộng hòa cũng đừng nghĩ đảng mình theo nhất đúng, và thậm chí trong một đảng cũng không phải là duy nhất đúng. Đảng cộng hòa bây giờ kêu đảng cộng hòa cũng trưng bày đảng cộng hòa truyền thống, ngay cái đảng cộng hòa tách đôi ra. Do vậy chúng ta chỉ chụp người này theo đảng này là sai, theo đảng kia là sai, chuyện nó bỏ đi, thưa quý vị, xưa rồi diễm. Thì tôi rất là Vâng, thẳng thắn vậy. tôi rất là thích thú nói chuyện với anh Nam. Chúng ta không có ngồi đây để nó hưu nó vượng hay vẽ vời. Chúng tôi cũng không có kinh nghiệm nhiều hay này nọ, hiểu biết nhiều lắm đâu. Tuy nhiên ngồi với anh Nam thì anh em có những cơ hội để là chia sẻ một số ý kiến thô thiển để chia sẻ, tại vì trong cộng đồng đó thì bây giờ tôi rất là mừng. Vấn đề cái ý thức về chính trị bây giờ họ rất là cao, tại vì sau mấy chục năm đó, bây giờ thấy ngồi đâu tôi thấy cộng đồng Việt Nam bây giờ dấn thân về con đường chính trị hay nói về chính trị rất là nhiều điều đó tốt. Tốt là tại sao? Chúng ta bỏ cộng sản đi, tại vì chế độ độc đảng của cộng sản Việt Nam, và tìm nơi mà quốc gia như thế này, đa đảng như thế này. Và không biết có nhiều người có biết hay không, anh Nam, nhiều người họ có nghe bầu cử tổng thống Mỹ chỉ thấy ông Trump đối đầu với bà Hillary Clinton, hay đối đầu với ông Joe Biden này nọ, hay là các đài truyền hình họ mời những người candidate ứng cử viên của đảng Cộng hòa tranh luận hay debate với đảng Dân chủ, họ chỉ thấy hai người thôi. Thật mình không có bao nhiêu người, tôi nghĩ là họ biết rằng mỗi cuộc tranh cử tổng thống như vậy có khoảng 20 đến 30 ứng cử viên tổng thống. Các bạn có biết đâu? Nếu quý vị vào Google quý đánh vào bầu cử vừa rồi năm ông Trump với ông Biden, trở lại bà Hillary với ông Trump, ngoài hai ứng cử viên Cộng hòa Dân chủ nó có khoảng mấy chục ứng cử viên tổng thống các đảng khác nữa. Anh nhớ kỳ ông Bush có đảng cải cách của ông Ross Perot này nọ, anh thấy không, là những cái đảng lớn, hay là đảng xanh,
à, của một giáo sư này nọ, nên là mấy đảng nó tương đối lớn, còn ra còn hai ba chục đảng nữa. Tuy nhiên tại vì nó không lớn mạnh hay không có nổi tiếng do đó không được nhắc nhở. Nhưng chứ ứng cử tổng thống không phải chỉ có hai đảng thôi quý vị. Và bằng chứng anh nói vừa rồi đảng Cộng Hòa, chẳng những là đảng Cộng Hòa truyền thống mà đảng đảng Cộng Hòa cùng Trump, phe Trump, còn có đảng Cộng Hòa Reno, Cộng Hòa nó phải không ạ? Đó. Rino. À đó, và bây giờ rõ ràng quý vị thấy như bà Cheney, dân biểu lãnh tụ của Đảng Hòa trong một ủy ban cao cấp hàng đầu của Đảng Hòa, bây giờ bà là người đi chống ông Trump, và bà là cũng bị những người trong Đảng Cộng Hòa là tẩy chay bà, để trút phế bà khỏi chức. Do đó, đó là cái dân chủ, đó là cái dân chủ. Ngay cả một ông thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ thuộc đảng dân chủ, nhưng rồi khi bỏ phiếu, ông Lucy hay gì đó phải không anh, ở À. ở ở đâu West Virginia đó, thì lá phiếu ông là thay đổi căn căn của đảng dân chủ, đang đa số, nhưng rồi ông là bất đồng với đảng dân chủ, ông cứ bỏ phiếu theo cái lập trường của đảng Cộng Hòa. Điều đó tôi rất là thích, tại vì nó nói lên cái dân chủ và nói lên một cái gì mà nó cao cả. Cộng sản Việt Nam tôi nghĩ rằng nó khó mà theo bước dân chủ như nước Mỹ này, thưa anh ạ. À, tôi đọc một bản tin từ Moscow thì trong cái Duma đó là cái nghị viện của Nga đó thì có một hai cái người dân biểu họ lên tiếng chỉ trích tổng thống Putin và đòi hỏi rút quân ra khỏi Ukraine ngay, thì ông ta chưa dự được xong cuộc họp thì bị đuổi ra khỏi cuộc họp và khai trừ ra khỏi cuộc họp rồi. Thì đó là một, đó là chúng ta thấy đó là một đảng đã độc tài đó, mà dù là nước Nga không phải là nước sâu chủ nghĩa nhưng mà Putin là một tay KGB, tay tình báo cho chủ nghĩa, cho nên là độc tài, phải không? Do vậy chúng ta, quý vị có muốn sống như nước Nga không? Từng nói tới tới Việt Nam hay đâu nào bác công Trung Cộng ở Việt Nam bỏ đi, chúng quý vị sống như nước Nga một nền dân chủ mà nửa vời không? Trong khi Mỹ á, người anh Ngô Kỵ vừa nói người đã đứng lên tên danh nghĩa là đảng dân chủ nè, nhưng mà không bằng lòng đường lối đảng chủ đi sang Cộng Hòa thì bỏ phiếu cho Đảng Hòa, thì họ vượt qua cái đường lai giới tuyến của từng đảng vì cái gì? Vì quyền lợi của dân tộc và đất nước. Tôi có thể không đồng ý với đảng của tôi vì quyền lợi dân tộc và đất nước, tôi quyền bỏ phiếu của đảng đối lập đảng của tôi, không ai can thiệp tôi cả. Cái điều đó hưởng cái đời sống tự do nước Mỹ. Quý vị cảm ơn nước Mỹ để cho chúng ta một đời sống tự do như vậy và đưa lại một mẫu hình của tự do như vậy. Và chúng ta, anh chị vừa nói nãy hỏi tôi là cái người Cộng Hòa mà chỉ có tên gọi thôi, Mỹ nó có chữ rất nổi tiếng là Rhino, Rhino là Republicans in name only, là chỉ mang cái mạc là Cộng Hòa thôi, nhưng cái ruột là dân chủ hay chống Cộng Hòa. Republican in name only, mình lúc trước nước ta nghe ông cựu tổng thống Donald Trump hay thường nói mắng một số người Cộng Hòa là Rhino, là Republican in name only, là những cái bọn mà chỉ mang tiếng là đảng Cộng Hòa thôi mà ruột á, hay chúng ta hay nói tiếng Việt đó là gì, Xanh vỏ đỏ lòng á xanh vỏ đỏ lòng đó, là nó bên ngoài vậy á nhưng bên trong không phải như vậy, hả? mà đôi khi tệ hơn vậy nữa, cũng như nói tưởng mà Cộng Hòa nhưng thực sự là hình thức thôi, và cái ruột của dân chủ thì chính trị nó đa đa dạng lắm thưa quý vị, mà ngay cả những trường hợp dân chủ mà bước sang Cộng Hòa cũng nhiều, hay là bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa rất nhiều, ở Việt Nam thì bị chụp mũ phản đảng nhưng bên Mỹ đó là tự do thưa quý vị. Nếu mà như vậy, tại đừng nói tới Việt Nam, Trung Quốc nữa, ở tại Nga thôi là quý vị đuổi ra khỏi cuộc họp liền, đuổi ra khỏi đảng liền, đuổi ra khỏi nghị viện liền. Thì chúng ta thấy rằng hãy nhìn anh Cô Kỷ và Cộng Hòa mà Nguyễn Xuân Nam không đảng, mà nếu tôi nói ngày mai tôi gia nhập đảng Dân Chủ mà tôi ngồi chung Ngô Kỷ, quý vị phải vỗ tay. Bởi vì sao? Mới cho thấy rằng chúng ta tuy khác biệt mà vẫn làm việc được với nhau. Nước Mỹ chúng ta biết người dân chủ của người Cộng Hòa na ná, mà nếu chia làm hai phe đó
có thể nó 50-50 trên dưới một chút. Mà nếu mà hai phe này mà tẩy chay nhau thì nước Mỹ là nội chiến, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta thấy nội chiến không? Không. Chúng thấy họ làm việc rất là gắn bó. Và trên một giường ngủ đôi khi vợ chồng khác đảng nữa. Và đứa con lại khác đảng nữa. Đó là tự do chọn lựa của từng người. Chúng ta không bắt ai chọn cái niềm tin của chính trị của mình cả. Đó là nước Mỹ. Và khác đi đó là độc tài, thưa quý vị. Cái kinh khủng lắm. Nếu vì nếu tôi chống Ngô Kỵ vì khác đảng của tôi, nếu Ngô Kỵ chống bạn Ngô Kỵ nữa vì khác đảng Ngô Kỵ, thì chúng ta đang độc tài, thưa quý vị. Quý vị có muốn độc tài không, hay là quý vị muốn công nền tự do và đa đảng? Cái câu nói của Voltaire mà tôi nghe Ngô Kỵ nó nhắc lại lần trước đó, dù tôi có khác biệt ý kiến quý vị 1.000 lần chăng nữa, nhưng tôi kiên quyết bảo vệ quyền được phát biểu của anh. Vì quyền phát biểu là tự do. Tự do thể hiện quan điểm của mình. Nếu quý vị không chấp nhận điều đó thì đó là điều đáng buồn, thưa quý vị. Rồi lại Ngô Kỵ ra. Vâng, bữa nay chúng ta chuyện bô sa có gì liệt lại lại không anh? Anh thay thay vì nói chuyện bô sa, chúng ta tản mạn về vấn đề chính trị, thưa quý vị. Thì bô sa như tôi nói cũng không có gì nhiều đặc biệt trong tuần nay, chỉ có cái chuyện là các ứng cử viên. Thì tôi vẫn tiếp tục trở lại vấn đề chính trị, tại vì chúng ta không có nhiều thì giờ nói chuyện này. Thì thưa quý vị, nhiều người họ lầm lẫn, họ cho rằng đảng cộng sản với đảng cộng hòa, đảng dân chủ giống nhau, tại vì ngay chữ đảng 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 đó mà tiếng Mỹ gọi là party đó, nó hoàn toàn khác nhau, thưa anh Nam, và tôi nghĩ rằng anh đã biết điều đó. Cái đảng cộng sản là có chủ nghĩa cộng sản, cái đảng cộng sản nó nằm trong cái chủ nghĩa. Thì bây giờ Việt Nam mình tại sao mình gọi Việt Nam Cộng Hòa, cái Việt Nam Cộng Hòa Republic of Việt Nam nó khác đảng Republican Mỹ, đảng Cộng Hòa nó khác cái chủ nghĩa chính thể Cộng Hòa, Cộng Hòa Republic á. Tại sao mình gọi Việt Nam mà sao Việt Nam, miền Nam Việt Nam hay Republic of Việt Nam Cộng Hòa, nó không phải nó xuất thân từ đảng Cộng Hòa của Mỹ đâu. Nó Republic, nước Mỹ là theo chủ nghĩa chủ thể là Cộng Hòa, nghĩa là theo ông Jefferson đó, vì dân, do dân, bởi dân này nọ, đó là Cộng Hòa. Do đó cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa nó theo cái chính đường lối đó. Do đó chủ nghĩa cộng hòa, chính thể cộng hòa nó đối đầu với đảng cộng sản, chủ nghĩa cộng sản. Còn cái đảng dân chủ democrat hay là đảng cộng hòa republican đó, họ không phải là chủ nghĩa khác nhau, nhưng họ chính sách đường lối khác nhau anh ạ. Nhưng cũng vì dân thôi, do dân và bởi dân. Do đó đảng cộng hòa hay đảng dân chủ nó cũng nằm trong cái chính thể cộng hòa của nước Mỹ. Thì Việt Nam Cộng Hòa, tại vì mình đứng về phía tư bản, mình chấp nhận cái thể chế dân chủ tự do của thế giới văn minh, do đó mình thuộc cái chính nghĩa cộng hòa. Do đó mình nói là Việt Nam Cộng Hòa là vì dân, do dân, bởi dân. Còn cộng sản nó độc đảng là vì đảng, vì chủ nghĩa cộng sản này nọ, nó tất cả đã thâu gốm vào cho cái đảng cộng sản chứ không phải cho dân. Do đó chúng tôi muốn nhân dịp này, chúng tôi cũng là sáng tỏ. Do đó khi mà anh Nam tôi hợp các biên tập viên của anh ví dụ như anh trong tòa soạn anh có nhiều người rất là đảng dân chủ, lấy nó là những chính sách đường lối đảng dân chủ, nhưng anh cái người bạn anh ví dụ như Hồ Văn Nhật phải nè, ổng có người con bây giờ làm biện lý ở Sacramento, ổng là thứ thiệt của đảng Cộng Hòa, và tôi đã sinh hoạt và tôi biết đó 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 là đó bạn thân đó anh, đó đó ủng hộ con ổng. yeah. Thì anh Nhật cũng là nam chỗ rất là thân tình, với anh với Nhật nói nhau biết liền, biết không? Thì đứa con là quan miễn lý đầu tiên của người Việt hải ngoại sau 47 năm, thì ông là người Cộng hòa thứ thiệt đấy chứ. Ông từ đã 80 mấy rồi, tôi ông là Nhật không biết ảnh bán bảo hiểm trên đó, và ảnh dành cái thời giờ đi vận động hay hoạt động ủng hộ ông Bush, ông Reagan nhiều hơn ông thì giờ bán bảo hiểm nữa. Anh Dạ đó, thì thưa đi quý vị, thì trở lại chúng ta để chắc là tán bằng bữa nay hơi đi lạc đề, tuy nhiên nó cũng không có gì sai, tại vì chúng tôi bên Nam thì chúng ta gặp nhau thì nói được cái gì, chia sẻ được cái gì nói. Thì
vấn đề trở lại thì Posa có vụ mà anh phỏng vấn bà nghị viên Kim Hồ, ứng cử viên thị trưởng đó, thì chương trình nói cũng rất là vui vẻ hai bên. Tuy nhiên như người ta nhận định đó, thì những câu hỏi của anh Nam đứng rất là độc lập, rất là trung lập để mà hỏi những câu hỏi mà anh Nam nghe từ phía dư luận, đặc biệt về tôi, để hỏi bà, thì có vẻ như quý vị thấy đó là bà không trả lời thẳng vào, nhưng bà cứ lá qua một cái chuyện khác. Đặc biệt ví dụ như những cái chuyện, ví dụ anh Nam hỏi những cái flyer mà bà đưa ra để mà tố cáo ông Tài Đỗ, lúc mà bà 2 năm trước tranh cử này nào, bà tố cáo ông ta là Tài Đỗ nói chuyện đạo đức nhưng hành vi dân dâm trị lạc, nghị viên thông dâm bị chồng nữ nhân tố cáo này nào đó. Đây, lúc canh nhau á, thì bà lại đưa những cái đài. Rồi bây giờ 2 năm rồi thì bà cấu kết với ông, thông đồng với ông để chống lại tạp chí, thì bà cho là bạn. Rồi bây giờ thì hai người ra tranh cử chức thị trưởng chắc chắn sẽ phải đụng nhau. Thì anh Nam hỏi bà có nghĩ như thế nào về những cái tờ rơi như thế này, thì bà không có yes no, bà không có nói là ngày xưa bà làm, và bà cho rằng những cái này có thể do người khác làm chứ không phải do bà làm. Điều đó bà nói rất là không có đúng sự thật. Hay là ví dụ bà tấn công ông Tạ Đức Trí, cho rằng Tạ Đức Trí là cộng sản này nọ, trong khi anh Nam hỏi quá, khi 2016 bà vào đắc cử nghị viên là do ông Trí giúp đỡ, đưa đường dẫn lối giúp cho bà này nọ, thì bà là phủ ơn, bà nói ô không có này nọ. Điều đó nó làm cho khán giả chắc chắn là họ họ thông minh, họ nghe trả lời như vậy đúng là không, họ thiệt hay giả. Thì tôi không ngồi đây để mà tôi phân tích cái cuộc phỏng vấn của anh Nam với bà. Tuy nhiên tôi mong rằng lần tới như anh nói là ông Phát Bùi, ông nói ông đi vacation 2 tuần thẳng về, anh có cơ hội phỏng vấn ông Phát Bùi. Và bây giờ một cái tin tức mới thì không biết tôi thông báo anh chưa, thì bây giờ cái người mà đang tranh cử cái chức thị trưởng nữa ở thành phố Cần Thơ là ông Tài Đỗ. Và ông Tài Đỗ này thì ai cũng biết rồi, ông ta là người từng tuyên bố là ông vừa đắc cử vào nghị viên thành phố Webster, thì ông tuyên bố là ông muốn đổi cái tên thành phố Webster trở thành cái tên thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị coi cái màu đỏ đỏ, tôi giờ tôi nói có sách bắt chứng, mà ngay trang cái Facebook của ông ta. Và những năm trước thì ông ta đối lập với ông Tạ Trí, ông Chạc Lê Quỳnh Trí và bà Kim Hồ Nhân. Cách đây 2 năm thì ông là cái người coi như là thông đồng cấu kết và liên kết với bà Kim Hồ để tấn công ông Tạ Trí và ông Chạc Lê Quỳnh Trí. Thì bây giờ cái diễn tuồng ở Bô Sa rất là sâu nổi, tại vì từ là cả thù giữa ông Tà Đỗ và bà Kim Hồ rồi trở thành bạn, và bây giờ trong những tháng bầu cử này tôi nghĩ sẽ trở thành kẻ thù, tại hai người cùng ra tranh cử chức thị trưởng, trong đó có ông Chạc Lê Nguyễn Mạnh Trí. Thì chúng ta coi từ hai pha đó giữa ông Tài Đỗ và bà Kim Hồ có những đấu đá, có những sự tranh chấp, tố cáo nhau, phỉ báng nhau, nhục mạ nhau như thế nào, thì chúng ta chờ. Thì đó là những cái chuyện mà bây giờ Bô Sa đang chờ đợi coi thử cuộc tranh cử Webster này như thế nào, thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Trước khi mà tiếp đang nói Ngô Nghị chuyện cũ chút, trước khi sang bầu cử và có sự xuất hiện của Tài Đỗ vô, thì khi mà năm đặt chân lên Mỹ khoảng 40 năm trước á, anh chị có biết là năm vào ngay thư viện để đọc cuốn gì không? Năm bỏ khoảng gần 2 đến 3 tháng trời đọc 2 bộ sách thôi, là Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và Tuyên ngôn Dân chủ. Tại vì mình muốn biết cái Đảng Cộng sản là cái giống gì cái đó, và tại sao có Tuyên ngôn Dân chủ. Thì Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là kim chỉ nam của những người theo Đảng Cộng sản, và Tuyên ngôn Dân chủ là theo Tuyên ngôn là kim chỉ nam của người theo tự do. Vậy bản chất của hai cái này là giống gì? Tôi mất khoảng 3 tháng trời liên tiếp ngày đêm để đọc 2 bộ này, để coi thử là cái, anh biết câu trong Tuyên ngôn Dân chủ nói gì không? Câu đầu tiên thôi à, anh nói câu giật nảy người: Đảng Cộng sản là bóng ma của nhân loại. Đó là trong cái Tuyên ngôn của Dân chủ và những người tự do như chúng ta với nhau đó. Cái câu đầu tiên trong Tuyên ngôn là gì? Đảng Cộng sản là bóng ma của nhân loại.
thì có dịp trong lúc đầu ít tin tức, chúng ta nói ta chống cộng, chúng ta theo tự do. Nãy ta nói chúng ta ngay căn bản ta nói theo tự do, ta nói trật. Cái tự do mà tự do chỉ có theo đảng của anh thì mới là tự do. Anh theo Cộng hòa, theo Cộng hòa, anh theo Dân chủ, theo Dân chủ mới là tự do. Cái đó không phải là tự do, cái đó là một sự độc tài. Thì khác biệt của Cộng sản và tự do nằm chỗ nào? Theo hai tuyên ngôn nổi tiếng là tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do Marx Engels viết và tuyên ngôn tự do là chống lại tuyên ngôn Đảng sản, thì căn bản khác giữa tuyên ngôn tự do, tuyên ngôn Đảng sản là gì? Trong lúc nào đẹp trời đó, chúng tôi sẽ trình bày ngọn nguồn nhất, một cội rễ sự khác biệt của hai tuyên ngôn này. Có khi chúng ta miệng thì nói là mình là theo tự do, mà thực sự cái cách nghĩ đó, mình rất là nặng cộng sản. Mà có khi đó, cái người cộng sản đó, mà họ thoáng hơn đó, thì như chúng tôi vừa tiếp xúc với một số nhà đấu tranh thì họ rất là tự do. Thì có khi đó, cho nên tôi hiểu được câu nói của ông Donald Trump nói rằng Republican in name only, Reno. Có người đó Cộng hòa mà không phải Cộng hòa, chỉ Cộng hòa cái tên thôi. Cho đừng để chúng ta trở thành những người Cộng hòa, những người tự do mà chỉ có tên gọi thôi. Còn bản chất suy nghĩ của chúng ta không tự do, cái đó không nên. Thì đó là cái chuyện mà chúng tôi thêm chút xíu để ra thêm trước kiên kỵ nói về chuyện mà bầu cử tại Nam Carolina. Thì chúng tôi nói thưa quý vị nè, cái người tại Nam Cali hiện nay đó là có thể nói rằng là trái tim của cộng đồng người Việt hải ngoại. Mặc dù dân số của người Việt tại San Jose vẫn lớn hơn dân số của từng 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 city tại Nam California, nhưng mà nếu tính về một khu vực đó, thì Nam California là thủ phủ của người Việt toàn thế giới. Cho nên tất cả, nghĩ anh Ngô Kỳ cứ nói là người dân biểu liên bang của các tiểu bang khác về cũng phải về Santana, về về Nam Cali để mà ăn uống, để sinh hoạt cộng đồng người Việt đó. Tất cả những vị tướng tá trong quân đội Mỹ muốn ra tranh cử cũng chạy về đó, cái gì cũng chạy về đó. Cho nên đó là cái chỗ mà có thể là quyền lực của cộng đồng người Việt trên mọi phương diện, kinh tế, tài chính, văn nghệ, âm nhạc, vân là tất cả mọi thứ đó là năm đại dịch. Thì bây giờ chúng ta thấy tại cái chỗ anh chỉ thì tới ba người ra là sau ông Charlie Minh Trí, về ông thị trưởng Trí Tạ bây giờ đang chuẩn bị ứng cử, đã ứng cử cho chức mà dân biểu tiểu bang đi học 70, ông sẽ rời khỏi cái chức mà thị trưởng. Thì như vậy bây giờ thị trưởng ra là có ông Charlie Minh Trí, có bà Kim Ly Hồ, và bây giờ có Tài Đỗ nữa. Mà nghe bà Kim Ly Hồ nó có thể có một hai người Mỹ cùng ra nữa. Như vậy cuộc chạy đua này rất là thú vị. Thì cái cảm nhận của anh Ngô Kỷ về ba nhân vật người Việt này thì anh nhận xét như thế nào thưa Ngô Kỷ? Vâng, có một điều mà tôi hơi khác ý. Anh biết tôi đảo ngược mà, do đó tôi cái đầu óc tôi thường thường hay để tư tưởng hay cuộc sống tôi nó khác người lắm. Khác thì chiều hướng nào thì không biết, nhưng rất là khác. Họ nói trái tôi nói phải, họ nói đen tôi nói trắng. Bình thường là vậy. Thì họ khi họ nghe ông Tài Đỗ ra thì họ nhiều người lắm. Họ nói ô như vậy là chia rẽ người Việt, người trả chia phiếu nhau. Tại vì tới ba người Việt Nam cho đến giờ này thì họ, đó là cái chuyện cái đầu tiên mà họ nhận định, là họ thấy, là họ nghĩ đến cái chuyện. Nhưng tôi với anh là những người mình theo dõi tình hình chính trị, mình phân tích này nọ đó, thì có những cái mà nhiều người Việt Nam ra quá thì thành chia phiếu, nhưng có những cái nhiều người Việt Nam ra quá nhưng lại lợi cho một người nào đó. Ví dụ tôi nghĩ rằng ông Tài Đỗ và Kim Hồ ra tức và ông Nguyễn Mạnh Chí ra thì tôi nghĩ rằng có lợi cho ông, rất là có lợi cho ông Trạch Lê Nguyễn Mạnh Chí. Tại sao nhiều người nói rằng ô như vậy là ông Chí sẽ mất số phiếu người Việt Nam? Họ nói sai hoàn toàn. Tôi rất là mừng khi có ông Tài Đỗ ra tranh cử chức thị trưởng Western, tại vì tôi ủng hộ ông Trạch Lê Nguyễn Chí và tôi muốn ông đắc cử. Lý do tại sao tôi nói như vậy, mà tôi nói tôi
Tôi nghĩ tôi chưa nói anh đã hiểu ý tôi, và tuy nhiên có một số người chưa hiểu. Tại vì ông Charlie Nguyễn Minh Trí, ông đối lập với bà Kim Hồ với ông Tài Đỗ. Mà nói cho dễ hiểu là bà Kim Hồ và ông Tài Đỗ là một phe. Ông Charlie Nguyễn Minh Trí là một phe. Ví dụ đi, tôi nói thí dụ thật có 20.000 phiếu trong cuộc bầu cử cho cái chức thị trưởng ở Westminster. Thì giả sử ông Trí, ông có 10.000 người ủng hộ ông. Và các phe mà đối lập ông là phe bà Kim Hồ và ông Tà Đỗ có 10.000 phiếu. Thì bây giờ nếu hai người đó ra, thì số phiếu 10.000 của hai người đó sẽ chia làm hai. Bà Kim Hồ có thể có 5.000 phiếu, ông Tà Đỗ có 5.000 phiếu. Họ chia các phiếu của họ đó ra thành hai. Nhưng cái số phiếu 10.000 phiếu của ông Nguyễn Mạnh Trí, Charlie Nguyễn Trí vẫn giữ 10.000 phiếu. Không thêm, không bớt. Dù rằng một mình bà Kim Hồ ra hay có ông Tà Đỗ ra, thì cái số phiếu 10.000 phiếu của Tà Đỗ và Kim Hồ đó nó thuộc về cái pha đấu lập với ông Trí. Do đó, ông Trí rất là lợi. Tại vì nếu mà một mình bà Kim Hồ ra đó, thì số phiếu mà người ta ủng hộ hợp pha của bà với ông Tà Đỗ sẽ dồn hết cho bà. Bà có được 10.000 phiếu. Bà đấu đầu với ông Nguyễn Mạnh Trí, ông Trí rất là nguy hiểm. Nhưng khi có ông Tà Đỗ ra, thì số phiếu bà Kim Hồ phải giảm xuống, sẽ chia làm đôi ra. Nhưng số phiếu ông Trí không có bị chia hay bị mất đấy. Do đó tôi nghĩ rằng ông Tà Đỗ ra sẽ rất có lợi cho ông Charlie Nguyễn Trí, và nó làm cho số phiếu bà Kim Hồ bị giảm đi. Đó là cái nghĩ của tôi. Thưa anh Nguyễn Xuân Nam, anh nghĩ như thế nào ạ? Tôi cũng đã nghĩ điều đó. Tiếng Mỹ nó gọi cái chữ đó là cancel out. Cái sự có mặt của Tài Đỗ vào trong cuộc đua này thì không phải để đánh của Minh Trí, mà nó đánh bà Kim Đi Hồ nhiều hơn. Thì cái đó là cancel out. Tiếng Mỹ gọi cancel out, hay là tiếng Việt gọi là loại trừ lẫn nhau. Tờ phe của ông Trí như anh phân tích ấy, nó đâu có mất phiếu đâu. Đúng rồi. Nó cứ giữ nguyên cái số phiếu đó về phe của Minh Trí. Bà Kim Đi Hồ nếu ra một mình thì bà hưởng hết toàn bộ phần đối lập của Minh Trí, cử tri đối lập của Minh Trí, thì bà Kim Hồ có thể tranh với Minh Trí được. Nhưng mà nếu có Tài Đỗ ra thì cái đối thủ đầu tiên mà Tài Đỗ phải cạnh tranh là không có suy nhi và anh được, không có người Minh Trí hết, được cử tri của ông vẫn giữ nguyên. Nhưng mà cạnh tranh ở đâu? Lấy phiếu từ Kim Ly Hồ. Mà khi trong một cuộc mà giành giật châu phiếu giữa bà Kim Nầu với Tài Đỗ, thì liệu có chiến tranh xảy ra giữa hai người không? Liệu có lời qua tiếng lại của hai người không? Chắc chắn anh, chắc chắn. Tại cái vì đó, cái điều tôi nói bằng đó, là trang cuộc bầu cử mà năm cách đây 2 năm đó, thì đã anh thấy đó, bà Kim Hồ đã gửi ra những tờ rơi như mà nhục mạ ông Tà Đỗ kinh hồn không? Tà Đỗ nói chuyện đạo đức nhưng hành sự dân dâm trị lạc. Tôi nghĩ trong lịch sử tôi chưa thấy một tờ rơi nào mà tấn công đối thủ mình bằng những ngôn từ Nga, cả người Mỹ, người Mỹ tôi chưa thấy. Mà lần đầu tiên một người Việt Nam, đặc biệt là người phụ nữ nữa, một câu cũng đã táo quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một người cho rằng là trí thức này nọ, dược sĩ, dược thiết này nọ đó. Mà đây là tay, căng bằng tay tôi, quý vị thấy là gỡ ra, in bởi bà Kim Hồ và gỡ ra tới mấy chục ngàn flyer như này. Đây, để mà tố cáo nhục mạ ông Tà Đỗ, thì tôi nghĩ rằng cái cuộc chiến tới này nó vẫn còn tiếp diễn. Biết đâu bà sẽ sử dụng cái này, bà sẽ gỡ lại lần nữa để tấn công ông Tà Đỗ. Tại bây giờ ông Tà Đỗ trở thành kẻ thù và đối thủ của bà, thì bà tấn công ha. Cũng như bà từng tấn công ông Tà Trí, bà cho ông Tà Trí là cộng sản. Anh thấy có ai mà đi gọi ông thị trưởng con yêu của người Việt, cộng đồng Việt Nam hiện tại là thị trưởng là cộng sản không? Mà bà làm được. Đây, bên này thì bà chiếu cái hình bà thiệt đẹp. Bà cho rằng bà clean up sắc mô tô, bà dọn sạch sẽ, bào bà làm dân biểu, bà sẽ lên clean up, nghĩa là tẩy trừ, kha trừ, hay dọn sạch sẽ cái sắc mô tô. Cuối cùng bà thắc cử. Điều bà thắc cử, bà thua ông Trí trong cuộc bầu cử sơ bộ của chức dân biểu địa hạt 70 vừa rồi, tháng 6 vừa rồi đó. Đã nói là cộng đồng Việt Nam đã tẩy chay chán ngán bà. Trở lại câu hỏi của anh, giữa bà với Tà Đỗ như thế nào, thì chắc chắn có một sự thanh toán nhau rất là kịch liệt. Tại vì
bà cho rằng tà đổ ra tức như là phá phiếu bà. Nếu một mình bà ra thì bà ôm trộn cái phiếu của tà đổ và của bà cạp lại. Nhưng tà đổ ra chắc chắn là tà đổ sẽ có phe cánh, sẽ những người ủng hộ tà đổ sẽ tách rời bà ra, thì chắc chắn là bà sẽ mất phiếu. Điều đó bà rất là khó chịu thưa anh, và chắc chắn bà phải hạ nhục ông tà đổ để bà kiếm số phiếu tà đổ về phía bà thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Cái như cái liên minh chính trị theo quyền lợi nhất thời nó dễ vỡ lắm anh. Thường thường á, cái liên minh chính trị mà nhất thời đó, vì một quyền lợi nào đó, vì tức tối ai đó, giận dữ ai đó, nhảy qua bên kia, nhảy qua bên nọ, rồi thường những cái tình đó, nó tình bạn nó không có lâu dài được, liên minh nó không lâu dài được, bởi vì nó mang tính chất là giai đoạn, mang tính chất là tức thời, biết không? Chống người nào đó, cùng chống người nào đó thì trở thành bạn bè của nhau, nhưng mà cuối cùng là không có một cái lý tưởng chung với nhau thì họ là chống nhau, đúng không? Thì cái điều mà bây giờ mới thấy là hai người cùng ra cái đó, câu đó tôi hỏi với Kim Lê Hồ vì tôi có ý nghĩ như vậy. Trước sau trong cái cuộc mà tranh cử của hai người cùng phe đó và không ai muốn thua ai đó, thì sẽ có cuộc đụng chạm với hai bên không tránh được, không tránh được. Và chuyện tài đổ đụng độ Kim Lê Hồ, Kim Lê Hồ đụng độ tài đổ thì tôi nghĩ không lâu đâu anh, nó sẽ xảy ra rất là nhanh. Và buông xa là dậy sống tiếp, máu nhuộm về Thượng Hải tiếp. Và chúng ta có chương trình Bô Sa có gì lạ không anh, vẫn còn tiếp tục. Nếu mà không có gì thì tôi nghĩ rằng mình đám cái show này mất tiêu rồi, đâu có gì để nói. Thì chúng ta sẽ gì có chuyện mà Bô Sa cái gì lạ không đó, ai thừa nhận rằng nếu không nói đến người Việt, không nói đến Bô Sa này, gần như là thiếu sót lớn người Việt hay ngồi với nó đến Bô Sa, giống nói Việt Nam phải nói tới Sài Gòn, nhưng mà thì không nói Sài Gòn là mất hết cái chuyện Việt Nam, thì đó là như vậy. Thì chúng tôi vẫn vui, nhưng mà cái Bô Sa nó tiếp tục dậy sống với những sự tranh hùng mà tôi làm thầy bói cái nhân ngô kỹ. Tôi tiên liệu thì cái ngày mà chấm dứt cuộc bờ hôn nhân tạm thời giữa cái cô và Kim Ly Hồ với tài đổ không xa. Và tôi nghĩ nó sẽ xảy ra trong cái đợt bầu cử lần này, trong cuộc vận động tranh cử lần này. Bởi cái ai chịu là mình thua người kia đâu, sẽ vận động. Cho nên tôi đã hỏi Kim Ly Hồ, cô nghĩ gì về sự cạnh tranh giữa cô với tài đổ? Mặc dù Kim Ly Hồ né, nhưng mà trong thâm tâm tôi nghĩ mà exactly những điều nói ngày hôm nay là tôi nghĩ sẽ có chiến tranh giữa hai bên. Chờ xem thưa quý vị. Vâng, thì thưa anh, bà Kim Hồ thì anh thấy bây giờ bà không còn là con người bình thường nữa. Bây giờ bà tham vọng chính trị đó, bà có thể làm bất cứ điều gì mà bà nghĩ. Và ngay cả ông Tà Trí như anh đã hỏi bà đó, một người thân, một người giúp đỡ bà còn chụp mũ ông ta là cộng sản nữa này nọ. Rồi bà đem tên tôi ra, bà khi mà anh hỏi về Ngô Kỷ đó thì bà nói tôi chụp mũ bà này nọ, những cái chùa Đề Ngự đó. Bà không trả lời thẳng anh là ngày 26 tháng 1 năm 2022 bà có ra hội đồng thành phố để bà đạt vấn đề với nhân viên này nọ, yêu cầu điều tra cái chùa Đề Ngự đã hối lộ tham nhũng cho ông Tà Trí để mua miếng đất cho chùa Đề Ngự quá giá quá rẻ theo thị trường. Theo bà là miếng đất chùa Đề Ngự nó phải 6 triệu đô la, nhưng chùa mua có 2 triệu và bà cho rằng đã ông Trí đã bán quá rẻ tới gần 4 triệu đô la và tham nhũng hối lộ của thầy Hòa Thượng Thích Viên Lý vân vân. Những điều đó tôi có bằng chứng trên những giấy cán mật đan, và chúng tôi nói có sách bằng chứng. Tôi nói nếu mà tôi nói xa là bà đã kiện chúng tôi rồi, và tôi ngày nào tôi sẽ gửi anh những cuốn video đó để coi cuộc họp như vậy ngày 26 tháng 1 2022. Mà tại sao bà không có yes or no? Bà có yêu cầu điều tra một cái chùa Đề Ngự mà cái chùa đó đã mua 12 năm trước. Lý do là bà muốn bỏ tù ông Tà Trí, muốn làm nhục ông Tà Trí, để rồi bà đem vụ chùa ra để bà tấn công để cho ông Trí dính vào cái bẫy đó. Mà bà hoàn toàn bà không trả lời câu hỏi của anh. Bà nói thầy Viên Lý khen bà, cảm ơn bà này nọ, bà cho rằng những điều chúng tôi nói là không đúng sự thật. Do đó điều đó nó làm tôi rất là khó chịu. Và chúng tôi làm, nếu chúng tôi nói xa bà kiện chúng tôi hoặc bà đánh án chúng tôi, nhưng bà là không dám trả lời thẳng. Cũng giống như cái dự luật sư là cấm không cho cử tri bầu trực tiếp thị trưởng mà để bầu cho nghị viên
để mà nghị viên bầu cho thị trưởng, xóa bỏ một cái chương trình mà lâu nay là thành phố này muốn cử tri dân chúng đi bầu trực tiếp thị trưởng, và bà đã thua cái dự luật si, rồi bà là nhảy ra là tranh cử chức thị trưởng, nhổ đi liếm lại bất chấp cái những cái điều bà tuyên truyền. Thế mà bây giờ bà hay là ông ta đổ nói rằng cái dự luật si đó do dân chúng lấy chữ ký và yêu cầu bỏ cái bầu trực tiếp thị trưởng mà nó sai. Và trên tay tôi, anh biết tôi làm, tôi có những đây là những biên bản biểu họp và bả ông Tài Đỗ và ông Mễ Cọc Los Lezo đã đưa ra cái dự luật để mà bầu cho dự luật si, hủy bỏ kế hoạch là dân chúng bầu trực tiếp cho thị trưởng, và bả đã thất bại. 60% say no và chỉ có 40% say yes. Thế mà bà bây giờ bà là lấp lờ, bà với ông Tài Đỗ nói rằng cái dự luật si đó là dân chúng họ họ petition, họ xin chữ ký này nọ để mà đưa ra bỏ phiếu cho tháng 6 vừa qua. Nhưng thật sự trong tay chúng tôi cầm là cái dự luật si đó do bà với ông Tài Đỗ và ông Cọc Lopezo làm tác giả, thưa anh. Do đó trở lại chúng tôi ngồi đây, tôi muốn nếu mà anh tòa giỏi như thế nào mà anh sắp xếp cuộc mà tranh luận ha, hội luận ha, là thảo luận gì, có mặt bà ngồi với tôi và chúng ta sẽ nói chuyện, và anh là người moderator. Tôi sẽ gửi cái thư mời thì chúng ta sẽ nói rõ hơn. Tôi sẽ gửi cái thư mời đến anh và chị Kim Ly Hồ. Ngay cả Tài Đỗ, ngay cả Pháp Bùi, thưa anh. Dạ, trong cái chuyện này bữa giờ mình nói cho hai người trước, sau đó nếu có điều kiện tôi sẽ nói những người khác sau. Nhưng tôi sẽ mời trực tiếp, tôi sẽ gửi thư mời cho anh và chị Kim Ly Hồ trong lá thư, có lẽ là tuần tới có chút thời gian tôi sẽ biết lá thư, gửi thư mời đi. Và chúng tôi đã thưa quý vị rằng, nói năm nói lại một lần nữa là chúng tôi không có muốn một cái sự mà cưỡng ép nào về bất cứ quan điểm nào. Quý vị có ngang bằng cơ hội tự do hoàn toàn để mà trao đổi các vấn đề khác biệt. Cho nên những cái gì mà Ngô Kỷ, tôi hay bất cứ ai mà nói đến đài này mà vì không đồng ý, chuyện đơn giản gọi Nguyễn Xuân Nam 408-482-6527. Tôi dứt khoát sẽ tạo điều kiện cho quý vị không ngay liền lập tức, nếu mà bận thì cũng phải một thời gian ngắn, quý vị sẽ lên làn sóng để chúng ta nói chuyện với nhau. Bởi vì chỉ có sự thật và sự thật mới tồn tại trong cộng đồng, còn cái dối trá nó mang rất giai đoạn. Tôi với Ngô Kỷ sống đến gần 40 năm, nên Ngô Kỷ gần 50 năm nè, thì quý vị biết rằng đã có bao nhiêu dối trá. Tôi với Ngô Kỷ có kỷ niệm này, tôi kể quý vị nè. Lúc trước đó, cái trừ mà tại Mimitas, Ngô Kỷ đến thăm tôi tại San Jose, tôi nó đang qua gặp thị trưởng Mimitas các viện. Lúc đó tôi đang chuẩn bị được ký cái ông nghe lời tôi được ký một cái nghị quyết cờ vàng cái thứ hai sau năm California trên toàn nước Mỹ. Thì qua đó Ngô Kỷ mới gặp, thì bị ông Mimitas nói một người khác tước đoạt cái credit của Nam, họ cho là họ làm 3, 4, 5, 7 hội đoàn gì đó đứng xếp hàng chụp hình này đó, là họ tự xưng là tác giả nghị quyết cờ vàng. Thì khi mà Ngô Kỷ phỏng vấn ông Jose Estevez bằng băng, thị trưởng Mimitas bằng băng hẳn hoi, thì suốt đêm đó anh bị sức ép, Ngô Kỷ bị sức ép cùng phe, cái phe đó tôi không tạm giấu tên ông, nói muốn lấy lại cục băng đó không cho nổ ra. Lúc đó quê hương và những nhóm khác đang đấu nhau rất dữ dằn. Tới 1 giờ sáng, thưa quý vị, Ngô Kỷ vì sự an bình của cộng đồng, Ngô Kỷ đành phải bỏ cục băng đó. Và tôi nói với quý vị rằng trong cộng đồng này, tôi biết Ngô Kỷ từ đó giờ mà tại sao tôi quý anh. Rất đơn giản, bởi vì tôi hiểu Ngô Kỷ khác hẳn điều quý vị nói. Một người đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng, nhưng mà tinh thần quốc gia rất là vững chắc và rất là thật tính, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao quý vị thấy Nam dùng ngôn ngữ với Ngô Kỷ là ngôn ngữ rất là trân trọng, mà chúng tôi chơi trong gần 40 năm, thưa quý vị. Và tôi biết Ngô Kỷ nhiều chuyện quý vị không biết. Có dịp nào đó một hôm trời mưa không có đề tài, tôi kể tội xấu Ngô Kỷ cũng ai kể gì bằng tôi, kể tốt Ngô Kỷ cũng ai kể gì bằng tôi, và kể xấu Ngô Kỷ cũng ai kể gì bằng tôi. Bởi vì tôi có quá trình như vậy, tôi ở nhà Ngô Kỷ, ăn với Ngô Kỷ, ngủ với Ngô Kỷ mà, như vậy tôi không biết.
Thì đó là cái chuyện của hai anh em tôi. Thì nói thưa quý vị rằng, nhưng mà cuối cùng cho chị có điều tôi thưa quý vị rằng, trong cộng đồng này chúng tôi có kinh nghiệm, ví dụ như khi mà thấy tài đổ ra nữa thì cái đó là cái bất lợi rất lớn cho cô Kim Ly Hồ. Hai bên nó sẽ cancel out, và người đắc lợi, người ông đắc lợi trong trường hợp này là Trạng Liên, người mình chỉ. Thì có lẽ trong cuộc tới một hôm nào nó có dịp, mình xin mời anh Trạng Liên, người mình chỉ một lần nữa cùng với Dạ. cô Thủy, thì ba anh em ta nói về chuyện cũng đề tài tranh cử, để cho quý vị có thể quen biết hơn cái tên, đặc biệt khán giả San Jose, căn bản Bắc California, các nơi quen biết thêm chút xíu nữa cái tên của người Minh Chí, con người như thế nào, ăn học, cuộc đời, đến Mỹ, nghề ngỗng, sự nghiệp và mộng ước tương lai nó như thế nào. Chúng ta, ví dụ tôi nghe người Minh Chí rất là nhiều nhưng tôi biết rất là ít, thì chính bản thân tôi cũng muốn nghe nữa. Thế có dịp ta sẽ mời người Minh Chí lên cũng nói hỏi chuyện người Minh Chí, thì cái việc tài đổ ra như vậy theo Quyền Chí có lợi hay không có lợi cho Kim Điều? Vâng, thưa anh, trước khi chúng ta nói lời tạm biệt thì thưa anh Chí vừa rồi có tin vui là bữa trước cách đây một hai tuần đó, tôi trong chương trình anh có đề cập đến cái chuyện mà là thứ sáu cách đây 2 tuần đó, thì anh tuyên bố anh đã tranh cử trước cái tiền đình thềm của tòa thị chính Westminster, và bà Kim Mi Hồ đã lợi dụng cái chuyện đó để tố cáo và đột kiện cáo, rồi điều tra cho rằng ông ta vi phạm luật lệ, đã sử dụng cái một nơi cơ sở của thành phố để ra tuyên bố tranh cử, nghĩa là lợi dụng cái đất đai của city đã đánh lừa đồng bào này nọ đó. Thì và bà ta đã làm lớn chuyện, bà họp những cuộc họp tới 4 5 tiếng đồng hồ, và ngay cả trong cái ngày thứ sáu là cái ngày mà thành phố nghỉ làm việc đó, thì bà là yêu cầu cuộc họp khẩn cấp trong cái ngày July 4 đó, nghỉ lễ mà bật lại, để mà đấu tố, để mà tấn công hạch thỏa, và bà lên án luôn, bà chửi luôn ông luật sư và bà tổng quản trị của thành phố. Tại vì khi ông Trạch Liên Quản Trí tổ chức buổi mà ra mắt đó, họp báo đó, thì đã hỏi ý kiến ông luật sư là người nắm quyền lực về vấn đề pháp lý và bà tổng quản trị, thì ông luật sư đã cho phép và nói rằng không có gì sai trái cả, ông đừng có dùng loa lớn, đừng có dùng nước điện của thành phố hay tài nguyên thành phố này nọ, với số người 20 người, 25 người thì không có cần xin phép tắc gì hết. Thì ông Trạch Liên Quản Trí nghe lời ông luật sư và tổng quản trị, hai người là lớn nhất của thành phố, đồng ý. Thì ông ta tổ chức cái cuộc họp báo đó. Nhưng rồi bà Kim Hồ, bây giờ họ nói Việt Nam mình có nói là thua ma gỡ bà cào, không biết anh có đánh bài không, anh có biết cái vụ đó không? Thua ma gỡ bà cào, thì khi đó thì bà là tấn công và bà đột kiện cáo này nọ đó. Thì thua ma gỡ bà cào là sao? Bà thua cái trận tranh cử giữa bà với ông Tạ Đức Trí, do đó bây giờ bà tranh cử cái này thì bà gỡ bà gỡ lại, thì bà tấn công ông Chí. Thì bây giờ thưa anh, và bà và ông Tài Đỗ và ông Cật Lớp về sau cách đây một tuần có dự định là đuổi ông luật sư, tại vì họ có 3 phiếu mà. Luật sư là ai mướn? Là do hội đồng thành phố gồm có thị trưởng và nghị viên mướn, do đó họ thấy ông luật sư là binh vực ông Trạch Liên Nguyễn Minh Chí. Bà Trang Chi bà lên án ông Chí là trái luật, thì ông luật sư nói là không có trái luật. Do đó bà giận lấy nỡ, bà muốn là cuộc họp để mà lên án và đuổi ông, thì ông luật sư. Mà Trang Chi, ông luật sư là người biết luật, đại diện cho thành phố, mướn ông ta 1 năm mấy trăm ngàn để bảo vệ thành phố, để cố vấn pháp luật cho thị trưởng và nghị viên. Nhưng vì bà thấy ông này đứng về phe ông Trạch Liên Nguyễn Chí, dù rằng ông ta nói rất là độc lập về vấn đề pháp lý thôi, nhưng bà cho rằng ông ta là phe Nguyễn Chí, và bà ông ta Đỗ và ông Cật Professor đã ngồi lại để rồi có một quyết định là đuổi ông, thì ông luật sư này thưa anh. Nhưng có cuộc họp vừa rồi close door đó, là họp kín đó, ngồi trong khoảng mười mấy người ban tham mưu của thành phố đó, không có ra công trạng, thì cái vụ đuổi ông luật sư đã bất thành, nghĩa là bị ông luật sư tấn công bà để mà coi như phản biện là bà, và cuối cùng
thì cuộc họp đó đã không tiến hành cái cuộc mà đuổi ông luật sư. Và trong cuộc họp sau đó một tiếng đồng hồ, tại vì lúc đó họ họp để mà họ tấn công nhau, chửi bới nhau để mà thanh toán nhau đó, thì sau khi trước khi mà ra công trạng buổi họp bữa thứ tư vừa rồi, thì ông luật sư tuyên bố là cuộc họp đó đã không có một cái kết quả nào cả, đã không, ông ta không có bị gì cả, nghĩa là bà Kim Hồ là thất bại, nghĩa là ông Trạc Ly Quản Trí coi như là tráng án, không có gì lỗi lầm trong cái vấn đề mà họp dùng cái tiền tiền đình của mà thành phố để mà họp báo. Và chúng tôi xui cho bà Kim Hồ là chúng tôi có những cuốn phim, những cái hình ảnh năm 2020, cách đây 2 năm, bà đứng ngay trước tiền đình của thầy xã để bà họp báo để tranh cử này nọ. Do đó chúng tôi nói, ủa, tại sao 2 năm trước bà đứng được, bây giờ ông Trạc Ly Nguyễn Văn Chí đứng và bà kiện cáo, bà lên án này nọ, bà chửi sửa ông xong. Và đó là tin mừng cho ông Trạc Ly Nguyễn Văn Chí. Tôi xin chia sẻ với anh, thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Rất là cảm ơn anh. Câu chuyện hôm nay cũng dài, thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và gặp lại ông chị vào tuần tới. Tuy nhiên, chúng ta đã thưa quý vị rằng là những gì mà anh quý vị nghe nói mà không mà đồng ý đó, và liên quan đến quý vị, thì quý vị có thể gọi chúng tôi để có một lời nói khác để mà cải chính lại những điều cô chị nói. Chúng ta luôn luôn tôn trọng điều đó. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và thưa anh Ngô Kỷ, have a good night anh. Dạ, cảm ơn anh. Kính chào quý khán giả và chúng ta hẹn lại chương trình tới.